Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 911 tụ lại thành gió, hồi quang lưu ảnh. Trong mắt Kiếm Huyền Hà lóe lên tia phong mang, ông ta trầm giọng nói. Mai Hộ Pháp cười khổ một tiếng, không tiếp lời, cảnh giới thiên phách đâu có dễ dàng như vậy. Đưa mắt nhìn khắp đế quốc đại tần này lại có bao nhiêu người là cảnh giới thiên phách, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mật cảnh ma liên hai tháng sau, tính thêm hắn được không? Kiếm Huyền Hà dường như cũng biết độ khó của đột phá thiên phách, nên lại quay chủ đề về Lâm Nhất, mở lời dò hỏi. Mai Hộ Pháp ngạc nhiên nói, hắn mới vừa thăng cấp thành đệ tử nội môn, như vậy có hơi miễn cưỡng không? Kiếm Huyền Hà cười đầy vẻ thần bí, vuốt râu nói tiềm lực của thằng nhóc này còn nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông. Hơn nữa, hắn nếu đã quyết định tham gia vào cuộc Long Môn tranh tài cuối năm nay mà không thông qua bài thí luyện này thì làm sao so sánh được với người của những tông môn khác, dựa vào cái gì để vượt qua được Long Môn kia chứ? Cứ quyết định vậy đi, bài thí luyện ma liên này, Lăng Tiêu Kiếm các tính thêm hắn nữa. Đối diện với sự độc đoán của các chủ, Mai Hộ Pháp mỉm cười, chỉ đành phải chấp nhận. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Sau hai ngày hai đêm Lâm Nhất nhắm mắt khổ tu, theo ánh mặt trời của ngày thứ ba đang lên, hắn từ từ mở hai mắt ra. View. Tia sáng trong đáy mắt thoáng qua, phong mang băng lạnh khiến người ta không rét mà run. Lâm Nhất hé miệng thở ra một hơi chọc khí thật dài, một hồi sau trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Hai ngày khổ tu, trong tình huống chỉ tiêu hao hết 200 viên linh ngọc nhị phẩm mà Tử Diên kiếm quyết đã lại tăng tiến. Cánh hoa được kết tinh từ băng đã thành công tăng thêm một đóa. Phải thử chiêu hàn băng kiếm kình này cho tử tế mới được. Rút táng hoa kiếm trong kiếm hạp ra, Lâm Nhất tuốt kiếm khỏi vỏ, chân nguyên rót vào trong kiếm, kiếm thân bỗng nhiên rung lên ong ong một tiếng, âm thanh trong trẻo réo rắt. Trên kiếm thân ánh sáng bắn ra tứ phía, luồng hàn khí bao trùm khắp xung quanh thân kiếm. Hồng hộc. Lâm Nhất cầm kiếm múa lượn. Thi triển lưu phong kiếm pháp từng tu luyện trong Thanh Vân Tông. Dưới sự thôi thúc của Tử Diên kiếm quyết, nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống với một môn kiếm pháp của thời kỳ hậu thiên, uy lực vô cùng đáng sợ. Mỗi chiêu mỗi thức chứa đầy linh tính, kiếm quang quét qua, trong không trung tàn lưu lại hàn khí lạnh băng, sương mù mờ ảo. Tụ lại thành dòng, ào ào như gió cuốn. Tụ lại thành gió, hồi quang lưu ảnh. Trong lúc cơ thể bay lên hạ xuống, Lâm Nhất người đưa theo kiếm, đón gió múa lượn, trên mảnh đất trống, tiếng gió xào xạc, kiếm ảnh loang loáng. Đợi cho đến khi cơ thể hắn chạm đất, kiếm ảnh đầy trời ngưng tụ thành một hình tròn hoàn mỹ, giống như mô hình phác họa ban đầu của một đóa tử diên hoa bằng băng, hàn mang tứ tán, thấp thoáng dường như có cả bông tuyết đang bay. Nhìn kiếm ảnh treo giữa bầu không, Lâm Nhất khẽ giọng than. Không ngờ được lưu phong kiếm pháp này ta vẫn còn có thể nhớ rõ được như vậy. Chương 912 Tàng Long Ngọa Hổ. Mặc dù như thế, Lâm Nhất đương nhiên không cho rằng, bây giờ trong lúc giao đấu với người khác mà hắn vẫn còn cơ hội để thi triển lưu phong kiếm pháp này. Dưới sự kiểm soát và khống chế của công pháp, uy lực của kiếm pháp này nhìn có vẻ bất phàm, nhưng dù gì nó cũng chỉ là kiếm pháp hậu thiên. Một thân tu vi và sự khủng khiếp của Tử Diên kiếm quyết hoàn toàn không thể dựa vào lưu phong kiếm pháp để thể hiện ra được, nó bị hạn chế rất nhiều. Keng. Thúc đẩy kiếm quyết đến mức cực hạn, táng hoa kiếm trong tay Lâm Nhất khẽ rung lên, hình tròn hoàn mỹ kia bỗng nhiên nát vụn. Từng đóa hoa băng màu tím ngưng tụ thành hình trong không khí, dập dềnh trôi theo cơn gió thổi qua. Đợi đến sau khi kiếm ý tiêu tan. Từng đóa tử diên hoa băng lạnh mới dần dần tan đi. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, khẽ giọng nói tử diên kiếm quyết này quả thực nói lột xác là lột xác, ắt sẽ có ngày, sợ là khi tế ra một kiếm sẽ là hoa băng nở rộ, lá rụng hoa bay, đều có thể giết người. Thu kiếm vào vỏ, đặt táng hoa kiếm vào trong kiếm hạp một lần nữa. Nên luyện tập thêm Long Hổ Quyền nữa. Long Hổ Quyền tổng cộng có 9 chiêu thức. Lần lượt là Long Hổ Sinh Uy, Long Hành Hổ Bộ, Long Phi Hổ Khiêu, Thần Long Bãi Vĩ, Họa Long Điểm Tinh, Tường Long Tại Thiên, Bách Thú Lai Triều cùng với thức cuối cùng là Hàng Long Phục Hổ. Đến nay Lâm Nhất đã tu luyện được đến thức thứ 5, chỉ còn lại 4 thức nữa chưa tu luyện, 4 thức cuối cùng này, ngoài Tàng Long Ngọa Hổ ra,
mỗi một chiêu đều có sức bộc phá kinh người, uy lực khủng bố. Trong cuộc chiến cuối cùng, Lâm Nhất đa phần dùng Long Hổ Quyền để đón địch, do vậy hắn có rất nhiều cảm ngộ trong cuộc đại chiến. Quỳnh. Khi một quyền tiếp đó vang ra, tiếng rồng ngân hổ gầm vang lên, quyền mang của Lâm Nhất như sét đánh, một chiêu một thức đều chấn động màng nhĩ. Khí tức uy nghiêm của rồng hổ bao trùm quanh người tiến hóa thành luồng đại khí rồi rào khí thế ảo ạt, cuồng bạo như rồng mạnh mẽ như hổ, hạ bút thành văn. Tùy ý vung một quyền, uy lực rồng hổ tùy ý chuyển đổi, Long Hổ Quyền này trong tay hắn được dùng một cách hoàn toàn thoải mái. Tường Long Tại Thiên. Đột nhiên, hai mắt Lâm Nhất lóe lên tinh quang, khí thế ngưng tụ lại giữa không trung dưới sự tác động của năm ngón tay hắn ngưng tụ thành một chiếc bóng hình rồng kim sắc. Vào giây phút khi năm ngón tay siết chặt, chiếc bóng rồng kia uốn lượn thét gào, bị ép cuốn chặt vào luồng quyền mang. Quyền mang được bóng rồng quấn lấy bao hàm sức mạnh nổ tung tất cả mọi thứ, vô cùng khủng khiếp. Đợi đến khi hắn tung một quyền này ra, mặt đất bị nổ thành từng rãnh nứt chằng chịt, tiếp đó vô số hạt bụi như bị cuồng phong bão táp cuốn bay lên không trung. Tàng Long Ngọa Hổ. Tay trái hóa rồng, tay phải hóa hổ. Hai cánh tay trái phải của Lâm Nhất chập mạnh vào nhau. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, tựa như một ngọn núi rồng và một ngọn núi hổ bỗng nhiên thành hình, ngưng tụ thành một tòa núi nguy nga bao trùm hắn trong đó. Đỉnh núi là nơi hổ nằm, chân núi là nơi rồng nấp, tiến hóa thành ý cảnh Tàng Long Ngọa Hổ. Chiêu thức này có thể công cũng có thể thủ, công thì lôi đình vạn quân, tường long tại thiên, hổ vượt núi sông, thủ thì tám phương mưa gió, nguy nga bất động. Bách thú lai chiều. Khí thế khắp toàn thân tràn ra, Lâm Nhất thôi thúc tâm pháp Long Hổ Quyền, phong mang nơi đáy mắt mặc ý sáng lòa, một ảo ảnh hình hổ to lớn mạnh mẽ ngồi phía sau lưng hắn nhắm chặt hai mắt. Đợi đến khi hắn tung ra một quyền, đôi mắt của con hổ kia bỗng mở bừng ra, ánh đỏ lóe sáng, răng nanh nhọn hoắt, lấy uy nghi của bậc vương giả cúi đầu nhìn tám phương. Chương 913 nhưng mà có giảm thế nào thì đây cũng là bảo khí. Một quyền này đã thể hiện sự uy nghiêm của bậc vương giả trong bách thú, lấy kiếm ý, chân nguyên và khí lực toàn thân phát huy đến giới hạn cực đại. Khi giao đấu với người khác, nhìn thì chỉ như một quyền, nhưng thực tế thì nó còn mang theo uy nghi của bách thú, bá đạo vô cùng. Lâm Nhất thu quyền đứng thẳng người dậy, cả người thư thái thoải mái, uy lực rồng hổ đáng sợ bỗng nhiên biến mất. Ngoại trừ chiêu thức cuối cùng Hàng Long Phục Hổ ra, chín đại sát chiêu của Long Hổ Quyền này hắn coi như đã nắm rõ được chân ý bên trong đó, có thể dùng để giết địch rồi. Về khả năng lĩnh hội chiêu thức Hàng Long Phục Hổ, thời cơ chưa đến, tạm thời hắn không dự định đi thử sức sử dụng. Còn về chiêu thiên ấn trong tứ ấn, Lâm Nhất đoán rằng, có thể có liên quan đến Phật môn, nếu như không hiểu gì về Phật lý thì e là sẽ rất khó để lĩnh hội được. Nhưng mà Lâm Nhất lại không cảm thấy quá đáng tiếc. Hiện nay Long Hổ Quyền trong tay hắn đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần không chạm mặt Lưu Thương công tử thì đối với những đệ tử còn lại khác của Huyền Thiên Tông, hắn hoàn toàn tự tin có thể dùng Long Hổ Quyền để giao đấu với đối phương. Sắc trời vẫn còn sớm, cũng không cần phải vội vàng rời đi. Lại thử uy lực của bảo khí xem sao. Trong mắt Lâm Nhất tràn ra vẻ hưng phấn đến cực độ. Đây mới là thứ để cho hắn ỷ vào và là con át chủ bài lớn nhất của hắn cho đến nay. Vỗ nhẹ lên túi chữ vật, cờ chiến xích diễm mang đầy khí tức ngang ngược xuất hiện trong tay của Lâm Nhất. Cờ chiến dài cỡ 2 mét, so với cơ thể Lâm Nhất còn cao hơn không ít, cắm mạnh nó trên mặt đất mà uy lực bá đạo và khí diễm đầy áp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn một mình đánh giá kỹ cờ chiến xích diễm này, cán cờ to dày nặng nề. Linh văn kim sắc in trên đó sáng lên lấp lánh khi được rót chân nguyên vào, giống như một ngọn lửa kim sắc mang đầy sức mạnh thần bí khó đoán. Lâm Nhất tu tập Tuế Nguyệt Tâm Kinh, bản thân cũng biết vẽ linh văn nhất phẩm, nhưng đối với linh văn được vẽ trên bảo khí này hắn vẫn chỉ có thể đoán được một chút xíu đầu mối nào đó. Hắn đoán chừng, những linh văn này ít nhất cũng phải là tam phẩm, mà còn bao hàm một loại đạo vận nào đó. Phức tạp lộn xộn. Nhìn qua thì chi chít như sóng biển mênh mông khiến hắn nhìn mà to cả đầu. Trên cán cờ còn có rất nhiều linh văn khác nhưng không hề phát sáng mà chìm nghỉm ảm đạm. Cái này, có lẽ chính là phần khuyết mà Mai Hộ Pháp nói đến. Nhìn kỹ một chút, phần linh văn bị khuyết phải thiếu mất hẳn 1/3,
khiến cho đạo vận cũng không được tính là hoàn chỉnh, làm giảm đi rất nhiều phẩm cấp của cờ chiến xích diễm. Nhưng mà có giảm thế nào thì đây cũng là bảo khí. Uy lực lớn mạnh đủ để khiến Lâm Nhất có được khả năng tự bảo vệ mạng sống khi đối mặt với bất cứ người nào thuộc cảnh giới huyền võ. Cho dù có là cao thủ cỡ tám đại công tử, nếu như đối phương không có bảo khí thì hắn cũng có thể tự tin đấu một trận. Hồng hộc. Lá cờ với hoa văn huyết sắc theo gió bay phấp phới, giống như một con phượng hoàng lửa với ngọn lửa bừng bừng quanh người. Lâm Nhất có thể cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào mà khủng khiếp có trong cờ chiến xích diễm, trọng tâm nằm ở trong hoa văn của lá cờ. Hoa văn huyết sắc này hẳn là do xích diễm chân hỏa mà Mai Hộ Pháp nhắc đến vẽ nên, với cảnh giới hiện tại của ta muốn thúc đẩy chân hỏa trong cờ chiến xích diễm e là có chút khó khăn. Lâm Nhất thử sức một phen nhưng quả nhiên như vậy, chân nguyên dồi dào tràn vào bên trong. Hoa văn huyết sắc trong cờ chiến không hề lay động. Đợi cho đến khi chân nguyên hao hết 1/10 mới từ từ lóe lên một làn sóng. Chương 914. Quỳnh. Nhưng chỉ một làn sóng này, hoa văn như ngọn lửa nóng chảy, sáng lên óng ánh. Dưới ánh mặt trời ban trưa chói chang, luồng ánh lửa này chói mắt như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Còn chưa đợi Lâm Nhất kịp phản ứng lại thì luồng ánh lửa này đã bay sang bên khu đất trống rộng rãi. Rơi lên rừng cây mai ở đó, rồi bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ đinh tai, hơn nửa rừng mai bị hóa thành bình địa, cháy thành cho bụi. Uy lực thực đáng sợ, so với một đòn toàn lực của mình còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như phóng thích hết xích diễm chân hỏa ra thì còn gì bằng. Đáy mắt Lâm Nhất sáng rực, ánh lên vẻ hưng phấn, ngay sau đó hắn nghĩ đến, đây có vẻ đều là những thứ mà Mai Hộ Pháp yêu thích. Mặc kệ. Lại thử tiếp uy lực cận chiến của chiến cờ xích diễm xem sao, thử xong rồi đi thôi. Ngay sau đó, vung tay lên múa. Rắc. Đuôi của cán cờ bật ra hai lưỡi hái sắc nhọn, hàn mang lấp lánh khiến người ta hoảng hốt. Lưỡi hái hai bên trái phải tạo thành một hình tam giác chéo dài mà bén nhọn, cho dù có phòng ngự chặt chẽ cỡ nào thì cũng sẽ bị nó đâm thẳng vào trong. Đợi đến khi kéo được ra thì cho dù có là yêu thú cũng phải bị nó kéo hết nửa số thịt trên người ra, nghĩ đến thôi đã khiến người ta không rét mà run. Nhưng ở trên ngọn của cờ chiến, lá cờ biến hóa thành lưỡi đao trông càng mang vẻ đáng sợ. Lưỡi đao đó chính là những lưỡi hái huyết sắc đối xứng hai bên trái phải, giống như hai vầng trăng khuyết mỏng manh, miệng lưỡi đao sắc bén, mảnh đến mức khiến người ta phát run. Khi đổi thành hình dạng cận chiến, lưỡi đao xích diễm này quả thực giống như một con mãnh thú nanh nọc, chỉ riêng tạo hình của nó thôi đã đủ dọa người khác phải hoảng sợ. Thôi thúc sử dụng chiến hỏa xích diễm hơi quá miễn cưỡng, không nên tùy ý sử dụng, nhưng ngược lại hình dạng cận chiến này, mức độ tiêu hao khi sử dụng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cho dù không có chiến hỏa xích diễm nhưng chỉ dựa vào uy lực của bảo khí, khi vung lên đã đủ để khiến ta như hổ thêm cánh. Càng đừng nói đến lưỡi liềm ba góc và song nguyệt huyết liêm này, lưỡi đao vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của người khác. Hai tay Lâm Nhất siết chặt lưỡi đao xích diễm, cảm nhận luồng sát khí máu tanh đáng sợ. Không khỏi khẽ nhíu mày lại, bảo khí cũng là hung khí, chỉ e số võ giả đã từng chết dưới lưỡi đao xích diễm này đã không thể đếm xuể. Trong tay ta, rồi sẽ lại có bao nhiêu người phải chết đây? Trong một thoáng ngẩn ngơ, trước mặt hắn xuất hiện một con đường máu tươi đầm đìa, trên đường có vô số thi thể chết thảm trong đó. Nhưng chốc lát sau, đáy mắt Lâm Nhất liền có một tia sáng thoáng qua, trong tia sáng ấy có yêu hận rõ ràng. Ta không phải người ham giết chóc, nhưng nếu người muốn giết ta, ta ắt sẽ giết người. Lưỡi đao khẽ rung lên, song nguyệt huyết liêm lưu lại một vệt máu nhàn nhạt trong không trung, bỗng nhiên sát khí tỏa ra bừng bừng. Giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biến lưỡi đao trở về trạng thái hình cờ chiến, Lâm Nhất cẩn thận từng chút một thu lại, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. 3 ngày thời gian, hắn coi như đã nghĩ thông suốt chỗ nào không bình thường rồi. Chương 915 đệ tử Lâm Nhất bái kiến trưởng lão. Mai Hộ Pháp nói với hắn một đống thứ, hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại mà đã đồng ý với yêu cầu của đối phương. Thay mặt kiếm các tham gia Long Môn tranh tài, đạt được một chân tham gia quần Long Thịnh Yến, nếu như Long Môn tranh tài thất bại thì phải đợi thêm 4 năm nữa.
vô duyên vô cớ lại phải trói buộc bản thân với kiếm các, nhưng cả quyển bá kiếm mà Mai Hộ Pháp hứa sẽ cho mình lại vẫn chưa đưa. Chỉ lưu lại một câu, khi tu vi đến đúng thời điểm thì tự sẽ đưa cho hắn, nhưng chưa nói rõ là tu vi như thế nào. Cả quyển bá kiếm, chỉ e là có chút vất vả. Còn về bảo khí cờ chiến xích diễm, 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm cùng với tên trong danh sách đệ tử nội môn, vốn chính là phần thưởng mà hắn đạt được hạng nhất của cuộc chiến đồng minh. Điểm tốt duy nhất chính là 3 ngày ở trong rừng mai này tu luyện. Không đúng, còn có một lần cơ hội đổi kiếm pháp linh cấp trong Huyền Võ Điện, Lâm Nhất lấy lại tinh thần, cười nói, thôi đành, cho dù không có cả quyển bá kiếm, quần long thịnh yến này nếu như ta đã biết đến thì chắc chắn sẽ phải đi tham gia. Đến Huyền Võ Điện trước để đổi một bộ kiếm pháp linh cấp rồi nói tiếp. Trên đường xuống núi, Lâm Nhất gặp Mai Hộ Pháp, sau khi khom người hành lễ, nhớ đến vườn mai bị mình phá hoại, hắn không khỏi hơi chột dạ, không nói gì thêm mà đi luôn. Mai Hộ Pháp vừa trở về từ chỗ các chủ tỏ vẻ khó hiểu, cười nói, tiểu tử này đi vội thế, ta còn tưởng hắn sẽ ở lại vườn mai thêm mấy ngày nữa chứ. Nhưng khi về đến trang viên, nhìn thấy một vườn mai hỗn loạn, ông ấy cũng không cười nổi nữa. Lâm Nhất đi đến Huyền Võ Điện, dọc đường gặp rất nhiều đệ tử tông môn. Bọn họ đều sửng sốt, sau đó vô cùng kiêng dè cúi người hành lễ, cung kính gọi một tiếng Lâm Sư Huynh. Trong cuộc chiến đồng minh, Lâm Nhất thể hiện rất xuất sắc, dùng sức mạnh tự thân cướp lấy vị trí hạng nhất. Lúc trước ở Phượng Linh Vân Tiêu còn có rất nhiều người chỉ nghe tên chứ không biết hắn. Nhưng trận chiến cuối cùng lại giúp hắn nêu cao tên tuổi, từ trên xuống dưới tông môn gần như đều nhìn thấy tình cảnh chấn động khi hắn chiến đấu với những thiên tài khác trong kiếm chủng. Một trường cuối cùng kia còn áp đảo cả Sở Hạo Vũ và Thường Hạo, khiến người ta cảm thán không thôi. Rất nhiều người suy đoán, tuy tu vi của hắn hiện tại chưa đến Huyền Võ tầng 5, nhưng trong 1.000 người của bảng địa, hắn ít nhất có thể nằm trong số 200 người mạnh nhất, thậm chí còn cao hơn thế. Cũng không thua kém gì thành tích lấy cảnh giới tiên thiên xông vào bảng địa của Bạch Lê Hiên năm đó. Nhìn thấy những đệ tử khác của tông môn kính nể mình như thế, Lâm Nhất hơi đắc ý, có điều nghĩ đến Long Môn tranh tài cuối năm. Đừng nói đến khoảng cách với Bát Công Tử, ngay cả mấy đệ tử bảng thiên của kiếm các, tạm thời hắn vẫn không thể sánh bằng. Lâm Nhất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên trong veo sáng rực, không có cảm xúc. Đến Huyền Võ Điện, Lâm Nhất sải bước đi vào, hắn không để ý đến tiếng huyên náo vì sự xuất hiện của mình mà đi thẳng đến chỗ trưởng lão thủ các. Đệ tử Lâm Nhất bái kiến trưởng lão. Lâm Nhất cung kính chắp tay hành lễ. Trưởng lão thủ các ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, mắt ông ấy sáng lên, vô cùng mừng rỡ, còn cười nói, tiểu tử, lại gặp nhau rồi, nghe nói trong cuộc chiến đồng minh, thất huyền bộ của ngươi phát huy xuất sắc, lão phu rất vui mừng. Thất huyền bộ là trưởng lão thủ các ban cho Lâm Nhất. Trong cuộc chiến ở kiếm chủng, Lâm Nhất dựa vào thất huyền bộ mà hoành hành khiến ông ấy nở mày nở mặt, cho nên ông ấy rất vui. Vãn bối đã ngưng tụ ra kim ô ấn, nếu có thời gian, chắc chắn thất huyền bộ này có thể thăng lên viên mãn đỉnh phong. Dù thất huyền bộ khó tu luyện, nhưng Lâm Nhất đã ngưng tụ được kim ô ấn, hắn tự tin mình có thể tu luyện nó đến viên mãn. Tốt! Nhìn thấy khí phách trên người thiếu niên trước mắt, trưởng lão thủ các vô cùng vui vẻ, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lúc trước, thiếu niên này bị ông ấy dạy dỗ một trận, thậm chí quỳ một chân xuống đất, thất khiếu chảy máu vẫn không chịu nhượng bộ. Chương 916 tình cảnh ngày đó có thể nói là vô cùng oanh liệt. Sau chuyện đó ông ấy mới biết, thì ra Lâm Nhất đồng ý với Hân Nghiên của Lạc Già Sơn là sẽ giết chết Diệp Lưu Vân, cho nên mới kiên trì như thế. Việc này khiến ông ấy rất xúc động, thiên phú hơn người, lại trọng tình giữ lời, là kiểu người mà ông ấy rất thích. Trưởng lão thủ các cười nói, tạm thời ta sẽ giữ cuốn tử phủ của thất huyền bộ này giúp ngươi, sau khi ngươi tu luyện đến viên mãn đỉnh phong thì có thể đến Huyền Võ Điện tìm ta bất cứ lúc nào. Đa tạ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ vui mừng, muốn lấy được cuốn tử phủ của thất huyền bộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói chỉ khi trở thành trưởng lão của tông môn hoặc dùng số điểm công đức tựa như một con số thiên văn mới đổi được. Người đi lên đi, Mai Hộ Pháp đã đánh tiếng với ta rồi, người có thể chọn một bộ kiếm pháp linh cấp. Bịch bịch bịch.
Sau khi hành lễ, Lâm Nhất lập tức đi lên, đi thẳng tới tầng 7 của Huyền Võ Điện mới dừng lại. Với Tiêu Vân lệnh lục phẩm của hắn chỉ có thể dừng lại ở tầng 6, nơi đó đều là công pháp và kiếm pháp linh cấp thượng phẩm. Đặc quyền mai hộ pháp cho hắn chắc chắn phải dùng ở tầng 7, lựa chọn kiếm pháp linh cấp siêu phẩm mới được. Nhìn bóng lưng đi xa của hắn, đám đệ tử kiếm các trong đại điện hâm mộ không thôi. Lâm Nhất lợi hại quá, thậm chí cả võ học của cuốn tử phủ mà trưởng lão thủ các cũng sẵn lòng tặng cho hắn. Nghe nói võ học trong Huyền Võ Điện này không có cuốn tử phủ. Võ học của cảnh giới tử phủ vô cùng quý hiếm, dù là trưởng lão cũng rất khó có được, đệ tử càng khó hơn. Còn nữa, mai hộ pháp cho hắn tùy ý chọn một bộ kiếm pháp linh cấp, chắc chắn hắn sẽ đi lên tầng 7 chọn kiếm pháp linh cấp siêu phẩm. Chỉ có kẻ ngốc mới không đi lên tầng 7 thôi, e rằng cả đời này ta cũng khó bước lên được tầng 7. Đừng than thở nữa, Lâm Nhất cũng phải gắng gượng trong cuộc chiến đồng minh lắm mới được như hôm nay, nghĩ lại tình huống lúc đó xem, cửu tử nhất sinh, bây giờ được thưởng cũng là chuyện bình thường. Nói tới biểu hiện của Lâm Nhất trong cuộc chiến đồng minh, mọi người đều tỏ vẻ hưng phấn. Bây giờ nhớ lại tình cảnh đại chiến ngày đó, mọi người vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kết quả thật sự khiến người ta bất ngờ. Sở Hạo Vũ tu luyện kinh vân vô cực đến viên mãn đỉnh phong cũng không thể giành được hạng nhất, mạo hiểm tế võ hồn mà vẫn thua dưới một trưởng của Lâm Nhất. Tình cảnh ngày đó có thể nói là vô cùng oanh liệt. Không chỉ Sở Hạo Vũ và Thường Hạo, tình huống thê thảm khi Lâm Nhất bị trúng hai kiếm, áo xanh nhuốm máu cũng khiến người ta phải thổn thức. Huyền Võ Điện có tổng cộng 9 tầng, tầng càng cao, số người càng ít. Dù sao phẩm cấp của Tiêu Vân lệnh cũng đâu dễ tăng lên như thế, dù là đệ tử nội môn thì đa số cũng chỉ có ngũ phẩm. Trên ngũ phẩm, muốn nâng cấp thì cần phải có rất nhiều điểm công đức. Dưới tình huống bình thường thì chỉ có thể tích lũy theo thời gian, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Nói thẳng ra là cống hiến cho tông môn, dù sao công pháp võ kỹ của tông môn cũng không thể cho không ngươi được. Khi Lâm Nhất đi tới tầng 5 thì chỉ còn lại khoảng 10 người đang chọn bí tịch, đa số đều đang nghiêm túc chọn lựa. Thấy Lâm Nhất đi lên cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, lễ phép gật đầu một cái. Người có thể lên tầng 5 cũng là cao thủ trong nội môn, đương nhiên thái độ cũng khác với đệ tử bình thường, không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Khi lên tầng 6 của Huyền Võ Điện thì càng vắng vẻ hơn. Lên đến tầng thứ 7, nhìn một vùng, không có một bóng người. Ngay cả chấp sự cũng không có. Trên tủ âm tường và kệ sách để rất ít ngọc bội võ học, Lâm Nhất đi tới trước tủ âm tường để kiếm pháp, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ở tầng 6 còn có mấy trăm miếng ngọc bội võ học, nhưng ở tầng 7, dù cộng hết thân pháp, công pháp, quyền pháp và chương pháp, e rằng cũng chỉ có mấy chục loại. Chương 917 làm phiền huynh rồi. Kiếm pháp mà Lâm Nhất cần càng ít ỏi hơn, chỉ có 7 miếng ngọc bội. Lâm sư đệ đó à? Lúc Lâm Nhất chuẩn bị xem xét, sau lưng chợt có một giọng nói vang lên, khiến Lâm Nhất hơi giật mình. Khi nãy lúc hắn cảm nhận, trong tầng 7 này rõ ràng không có một bóng người mà. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên vẻ ngoài chất phác, mặc áo xanh lam đang cười đi về phía mình. Là ta, không biết sư huynh là. Hắn nhờ có đặc quyền của Mai Hộ Pháp mới có thể đi vào tầng 7. Thanh niên áo lam có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn có hạng rất cao trong bảng địa, e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài. À, ta là Đường Thông, có lẽ ngươi không biết ta. Nhưng trong cuộc chiến đồng minh, ta có theo dõi từ đầu đến cuối, có ấn tượng sâu sắc với Lâm sư đệ. Đường Thông vẫn cười đi tới, thái độ rất bình dị gần gũi. Bái kiến Đường sư huynh. Được người khác tươi cười nói chuyện. Đương nhiên Lâm Nhất cũng lễ phép đáp lại. Hành động của hắn khiến Đường Thông hơi ngạc nhiên, nghe đồn tiểu sư đệ này rất ngông cuồng, xem ra trăm nghe không bằng một thấy. Hắn ta đi tới nhìn ngọc bội công pháp trước mặt, cất lời, Lâm sư đệ, người muốn lựa chọn kiếm pháp à? Đúng thế, nhưng kiếm pháp linh cấp siêu phẩm này chỉ có 7 miếng, thật sự khiến ta bất ngờ, Lâm Nhất gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói. Đường Thông cười to, 7 loại cũng là nhiều rồi, người biết không, ở Đại Tần Đế Quốc ngoài tứ đại tông môn, những tông môn và thế lực khác có thể có một kiếm pháp linh cấp siêu phẩm đã là ghê gớm lắm rồi.
Nghe Đường Thông nói xong, Lâm Nhất mới hiểu ra, ở Đại Tần Đế Quốc, võ học linh cấp lại quý hiếm đến thế. Hạ phẩm và trung phẩm thỉnh thoảng còn có thể gặp được trong trường đấu giá, còn thượng phẩm và siêu phẩm gần như là không có, đặc biệt là linh cấp siêu phẩm, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Xét từ phẩm chất, uy lực của kiếm pháp linh cấp siêu phẩm không thua kém gì kiếm pháp địa cấp bình thường. Nhưng với yêu cầu tu luyện thì nó lại không bằng kiếm pháp địa cấp, có điều tính thực dụng của nó lại cao hơn. Có thể trở thành siêu phẩm đương nhiên phải có gì đó đặc biệt, không đơn giản như thế được. Đối phương không ngừng giải thích, câu chữ rõ ràng, không hề ra vẻ huyền bí, cũng không lên mặt dạy đời khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Đường Thông nhìn 7 miếng ngọc bội, trầm ngâm nói, nếu Lâm sư đệ nể mặt Đường mỗ, tại hạ có thể tư vấn cho Lâm sư đệ. Lâm Nhất lấy làm vui mừng, vội vàng cảm ơn, làm phiền huynh rồi. Thấy thế, Đường Thông cũng không khách sáo, tiến lên tháo từng miếng ngọc bội xuống giới thiệu cho Lâm Nhất. 7 kiếm pháp lần lượt là Kinh Lôi kiếm pháp, Tinh Vân kiếm pháp, Huyết Viêm kiếm pháp, Phá Băng kiếm pháp, Thanh Phong kiếm pháp, Trước Dương kiếm pháp và Thủy Nguyệt kiếm pháp. Đường Thông chọn ra cho hắn 4 kiếm pháp trước, lần lượt là Kinh Lôi, Tinh Vân, Phá Băng và Trước Dương, tiêu chuẩn để tu luyện của 4 kiếm pháp này khá thấp, nhưng uy lực lại không tầm thường, hơn nữa cũng là kiếm pháp được các đệ tử nội môn tinh anh trong tông môn lựa chọn nhiều nhất. Quan trọng nhất là trong tông môn có trưởng lão chấp kiếm đã tu luyện 4 kiếm pháp này đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong, tu luyện nó có thể được tiền bối chỉ bảo. Chương 918 để ta xem thử trước đã. Việc tu luyện đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng tiến bộ. Nếu may mắn có thể tạo dựng quan hệ thân thiết với trưởng lão chấp kiếm, thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên tốt. Có điều sau khi xem xét một lượt, Lâm Nhất cảm thấy không hài lòng lắm. Đường Thông cười nói, vậy thì chỉ còn lại Thanh Phong, Huyết Viêm và Thủy Nguyệt thôi, Huyết Viêm kiếm pháp có thể loại bỏ trước. Vì sao? Lâm sư đệ xem thử là biết ngay thôi. Đường Thông cười khẽ đưa ngọc bội đến, Lâm Nhất dán vào mi tâm, lập tức cảm nhận được một hơi thở hung ác, âm u và lạnh lẽo. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn cười khổ, trả nó lại chỗ cũ, đúng là không hợp với ta. Huyết Viêm kiếm pháp này sát khí quá nặng, hơn nữa còn cần thúc đẩy bằng sát khí và hận ý, cần quá nhiều cảm xúc tiêu cực, tuy uy lực đáng sợ, nhưng người tu luyện lại vô cùng ít. Đường Thông im lặng một lát, sau đó lại nói, theo ta biết, trong các tinh anh nội môn, chỉ có Hân Nghiên sư tỷ của ngươi tu luyện kiếm pháp này. Lâm Nhất thầm thấy nặng nề, Hân Nghiên sư tỷ, không thể nào. Ở trong mắt hắn, sư tỷ tính tình dịu dàng, lúc nào cũng cư xử hiền lành với người khác, cười lên một cái là vô cùng quyến rũ, nhìn kiểu gì cũng không giống người tu luyện Huyết Viêm kiếm pháp. Nhưng nhớ đến lời đồn liên quan tới sư tỷ trong tông môn, bọn họ nói sư tỷ giết người không ghê tay, trong các đệ tử của kiếm các, không ai sánh bằng, có biệt hiệu hoa hồng máu. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng giấu nó đi. 2 kiếm pháp còn lại, ta đề nghị ngươi chọn Thanh Phong kiếm pháp này rất mạnh, tràn đầy khí thế. Nếu tu luyện đến đại thành có thể điều khiển gió mây, gió nhẹ thổi qua, cỏ không dám mọc, giết người trong vô hình, khuyết điểm duy nhất là yêu cầu năng lực lĩnh ngộ quá cao. Đường Thông lấy ngọc bội Thanh Phong kiếm pháp ra, cười nói, nhưng cả bá kiếm mà Lâm sư đệ cũng có thể luyện thành, người khác không luyện được Thanh Phong kiếm pháp này, còn Lâm sư đệ thì chưa chắc. Gió nhẹ thổi qua, cỏ không dám mọc, trong gió có kiếm, kiếm di chuyển không tiếng động, giết người trong vô hình. Đúng là một kiếm pháp hay, Lâm Nhất thầm thấy động lòng, nhưng cũng không vội quyết định, hắn khẽ nói, vậy Thủy Nguyệt kiếm pháp thì sao? Đường Thông nhếch miệng cười, phất tay nói, không nên chọn nó thì tốt hơn, chân ý của kiếm pháp này quá mơ hồ, rất nhiều đệ tử sau khi tu luyện lúc mạnh lúc yếu, rất kỳ lạ. Hơn nữa lúc mạnh cũng không chênh lệch với những kiếm pháp siêu phẩm còn lại là bao, lúc yếu thì ngay cả kiếm pháp huyền cấp cũng không bằng. Dù sau khi tu luyện đại thành cũng chỉ miễn cưỡng ổn định lại, chứ chẳng có gì bất phàm cả. Nếu là thật thì Thủy Nguyệt kiếm pháp này hơi ác đấy, lúc mạnh lúc yếu, nếu chiến đấu với người khác, chỉ cần không cẩn thận sẽ có thể hại chết mình. Lâm Nhất bật cười, kỳ lạ thế, xem ra thật sự sẽ không có ai ngu ngốc đến mức đi chọn nó.
Đường Mỗ từng chọn, sau đó phải trả một cái giá rất đắt để đổi sang một kiếm pháp khác. Đường Thông cười khổ, nhẹ giọng nói. Khụ khụ, bầu không khí có hơi lúng túng. Lâm Nhất vội nói, để ta xem thử trước đã. Chương 919 cảm ơn trưởng lão. Thủy Nguyệt kiếm pháp là kiếm pháp huyền cấp siêu phẩm, thủy chí nhu, nguyệt chí âm, thủy nguyệt kiếm pháp vô cùng âm hàn, vô cùng cao ngạo, nhìn trời bằng nước, mặt trăng độc tôn, nhìn tâm bằng kiếm, cô phương tự thưởng. Thú vị, kiếm pháp này rất phù hợp với thuộc tính băng mới xuất hiện của Tử Diên kiếm quyết. Đường huynh từng tu luyện kiếm pháp này đến đại thành sao, Lâm Nhất dò hỏi. Đường Thông gật đầu, nửa năm trước đã đại thành rồi, không còn hiện tượng lúc mạnh lúc yếu nữa, nhưng lại thua kém những kiếm pháp linh cấp siêu phẩm đã đại thành khác quá nhiều. Ta chọn nó. Lâm Nhất trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định, lựa chọn Thủy Nguyệt kiếm pháp. Đường Thông nghiêm túc nhắc nhở, Lâm sư đệ phải cẩn thận, nếu sau này hối hận, muốn đổi lại phải mất tận 10 vạn điểm công đức đấy. Lâm Nhất líu lưỡi, 100.000 điểm công đức, dốc hết sức lực cũng phải mất một năm mới có đủ. Quyết định vậy đi, kiếm pháp này rất vừa ý ta, lúc mạnh lúc yếu chắc chắn là có lý do, dù không tìm được lý do, đợi tu luyện đến viên mãn đỉnh phong, e rằng uy lực cũng không yếu. Vô cùng âm hàn, vô cùng cao ngạo, 8 chữ này có lẽ không phải là nói bừa. Lâm Nhất thích kiếm pháp này phần nhiều là vì 8 chữ này. Đường Thông định khuyên nhủ thêm, nhưng thấy Lâm Nhất đã quyết định thì không nhiều lời nữa. Ta còn phải chọn thân pháp, không tiễn Lâm sư đệ được, Đường Thông chắp tay. Khách sáo rồi, sau này gặp lại, ta mời sư huynh uống rượu. Hôm nay đối phương giúp hắn lựa chọn kiếm pháp, có cơ hội phải mời đối phương uống một bữa. Ha ha, vậy ta xin ghi nhớ. Tạm biệt. Trở về đại điện, Lâm Nhất đưa ngọc bội lên, sau đó im lặng chờ đợi. Trưởng lão thủ các nhìn ngọc bội Lâm Nhất đưa tới, cau mày không nói một lời, một lúc sau mới thở dài, trong vòng nửa tháng, nếu cảm thấy không hợp với mình thì có thể tìm ta để đổi. Trưởng lão hiểu tính Lâm Nhất, cho nên cũng không khuyên nhiều, đưa bản hoàn chỉnh của Thủy Nguyệt kiếm pháp cho hắn. Cảm ơn trưởng lão. Lâm Nhất thầm thấy ấm áp. Trưởng lão thủ các này thật sự rất quan tâm mình. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không có đãi ngộ này. Nhận Thủy Nguyệt kiếm pháp xong, Lâm Nhất vội vã chạy đến Lạc Già Sơn. Vừa rời khỏi Huyền Võ Điện, chưa đi được bao xa đã thấy một đám người vừa nói vừa cười đi tới. Đệ tử tông môn gặp bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi, vội vàng nhường đường. Từ rất xa, Lâm Nhất đã nhận ra mấy người này chính là đệ tử nội môn trong Liên Minh Quân Tử. Trên đường lớn này lại vừa khéo gặp phải Lâm Nhất. Cũng không thể nói là trùng hợp gì vì trên con đường đi tới Huyền Võ Điện này, chỉ cần không đúng thời điểm sẽ rất dễ gặp nhau. Lâm Nhất nhìn bọn họ, người dẫn đầu khá quen mắt. Một lát sau, hắn nhận ra người nọ là một trong bát đại kim cương của Liên Minh Quân Tử, bên cạnh hắn ta đều là những đệ tử khác trong bát đại kim cương. Chương 920 trò trẻ con. 8 người mặt mũi nghiêm túc, khí chất lạnh lùng. Thái độ kiêu căng. Bọn họ là trụ cột của Liên Minh Quân Tử, đều là cao thủ bảng địa, đệ tử nội môn thâm niên, được người của Liên Minh Quân Tử gọi là bát đại kim cương. Bình thường có vương diễm chống lưng, kiêu căng hống hách, không để ai vào mắt, 8 người mà liên thủ thì càng không ai dám động vào. Nếu hắn nhớ không lầm, ngày đó sau khi hắn giết chết Diệp Lưu Vân, Phó Lăng Thiên kia cả gan làm loạn, chặn hắn ở Lạc Già Sơn, còn đánh hắn một trường. Thật là một kẻ không biết xấu hổ, tu vi Huyền Võ tầng 6 lại đi ra tay với một người chỉ mới Huyền Võ tầng 2 là hắn. Ta còn tưởng là ai mà thấy 8 người bọn ta lại dám không nhường đường. Thì ra là Trung sư đệ Trung Vân Tiêu của chúng ta, ha ha, chuông cổ nghìn năm, phượng kêu vang trời, hạng nhất trong cuộc chiến đồng minh, tiếng tam vang dội cả kiếm các, Lâm sư đệ đúng là quá oai phong. Phó Lăng Thiên đi đầu nhìn thấy Lâm Nhất thì hơi sửng sốt. Sau đó châm chọc bật cười. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Nhất lạnh lùng hỏi. Thấy đối phương khinh thường mình như thế, Phó Lăng Thiên giễu cợt, tiểu tử ngông cuồng, chẳng lẽ nghĩ mình đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh là có thể mắt cao hơn đầu, ngồi ngang hàng với chúng ta à? Cút sang một bên. Nói nhảm nhiều thế với hắn làm gì, nếu gặp phải thì cứ ra tay dạy dỗ là được.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người lực lưỡng trong bát đại kim cương bước ra. Trên người hắn ta tràn đầy sát khí, chân nguyên dao động, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Mấy người này đúng là phách lối. Vẫn cho rằng hắn chỉ có tu vi huyền võ tầng 2, có thể tùy ý bắt nạt à. Người ra tay có tu vi cao, đã mở được 6 sợi huyền mạch, tu vi cao hơn Lâm Nhất một tầng. Quần áo không gió mà bay, từng tia sáng tím lóe lên từ trên người, gã giẫm chân xuống đất một cái, mặt đất lập tức xuất hiện mấy khe nứt đáng sợ. Một chưởng kia đánh xuống, mang theo khí thế của vạn quân, kèm theo tiếng xé gió chói tai. Xoẹt xoẹt. Không khí như bị một chưởng này bổ đôi, ánh sáng rực rỡ màu tím tựa như lưỡi kiếm bay ra từ trong bàn tay, lao thẳng tới trước mặt Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn không thèm tránh né, trên người càng phát ra khí thế lạnh lẽo hơn. Uy thế long hổ tựa như núi lửa phun trào ra từ trong người hắn, hắn như trở thành một con man thú thượng cổ khí huyết cuộn trào, năm ngón tay siết chặt không ngừng tích lũy lực lượng. Trò trẻ con. Lâm Nhất đấm tới một phát, khí thế cuồn cuộn, quyền mang đánh thẳng lên trên ánh sáng màu tím kia, khiến lưỡi kiếm và chưởng mang đồng thời nổ tung, sau đó lao thẳng đến bàn tay của đối phương. Lâm Nhất này tu luyện công pháp gì vậy? Sau một tiếng vang lớn, người đó bị một quyền của Lâm Nhất đánh lui, chân nguyên nồng đậm khiến đệ tử tông môn ở gần huyền võ điện đều sợ hãi. Người này có thực lực huyền võ tầng 6, tu vi cao hơn Lâm Nhất một tầng. Huyền võ có 10 tầng, huyền mạch cao hơn một tầng, thực lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần, sau tầng 5, tu vi kém một tầng thì chênh lệch cũng vô cùng to lớn. Nhưng trước mắt, chẳng những Lâm Nhất có thể đỡ được một đòn của đối thủ, còn có thể đánh lui đối thủ. Chương 921 Lăng Tiêu Nhất Chỉ. Người ra tay không khỏi xấu hổ, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Lui xuống, để ta. Vẻ giễu cợt trên mặt Phó Lăng Thiên biến mất. Vẻ mặt hắn ta thoáng trở nên lạnh lùng, quát khẽ một tiếng, sau đó tấn công Lâm Nhất. Oanh! Hắn ta tiến lên một bước, khí thế trên người thoáng chốc tăng vọt, uy lực đáng sợ kéo đến. Không ngờ tu vi của hắn ta là huyền võ tầng 6 đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi, có thể thăng lên huyền võ tầng 7 bất cứ lúc nào, tu vi như thế thật sự rất đáng sợ. Ta từng nói với ngươi. Đại Tần đế quốc không phải do Lăng Tiêu kiếm các định đoạt, hôm nay ta không ngại nói lại lần nữa. Cho dù ngươi có địa vị đến mức nào ở kiếm các, chỉ cần đắc tội với liên minh quân tử thì sớm muộn gì ngươi cũng phải quỳ xuống như một con chó chết trước mặt ta. Dứt lời, Phó Lăng Thiên xông tới, xòe năm ngón tay, vung tay muốn chụp lên đầu Lâm Nhất. Trước đây, Lâm Nhất vốn không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn ta, nhưng sau khi biết đến hội Thanh Huyền từ Mai Hộ Pháp, hắn mới hiểu sau lưng liên minh quân tử này có đại hoàng tử chống lưng. Trong kiếm các, đám người này sẽ không giết hắn cũng không dám giết hắn, nhưng bọn họ vẫn dám ra tay dạy dỗ hắn. Bình thường chỉ cần không vừa mắt ai, bọn họ cũng sẽ không chút kiêng dè, lúc nào cũng kiêu ngạo hống hách như thế. Có rất ít người bọn họ không dám động vào. Trong nháy mắt, Lâm Nhất lặng lẽ sử dụng thất huyền bộ, nhẹ nhàng lách người. Thoải mái tránh thoát chưởng mang của đối phương. Người nghĩ mình thoát được sao? Chưởng mang của Phó Lăng Thiên đánh vào không khí, hắn ta nhếch môi cười gằn. Bàn tay làm thành móng vuốt, nhanh chóng vung về phía cổ họng của Lâm Nhất, muốn túm lấy cổ hắn. Họa long điểm tinh. Nhìn thấy không thể lui bước, Lâm Nhất chậm rãi giơ tay lên, một bức họa cuồng long mở ra, quyền mang nhanh chóng lao về phía móng vuốt hung ác kia. Quyền vuốt chạm vào nhau, tiếng nổ như sấm vang lên. Phó Lăng Thiên vô cùng bất ngờ, cho dù đối phương đang ở trước mặt hắn ta, nhưng sau khi đỡ một chiêu này, đối phương vẫn không bị làm sao cả. Lăng Tiêu Nhất Chỉ. Hắn ta tỏ vẻ giận dữ, hai tay khép lại thành kiếm đâm ra ngoài tựa như tia chớp, nhắm thẳng vào chỗ hiểm trước ngực Lâm Nhất. Soạt. Phó Lăng Thiên đâm hai ngón tay tới, cơ thể không ngừng chấn động, kiếm thế dâng lên. Bóng người trở nên mờ ảo như mây bay trên trời, lơ lửng vô định. Kiếm mang ngưng tụ trên hai ngón tay vừa sắc bén vừa ngông cuồng, nhanh như tia chớp, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Không ít người lập tức thay đổi sắc mặt, Lăng Tiêu Nhất Chỉ này chính là một trong những bí thuật nổi tiếng nhất của kiếm các.
Phó Lăng Thiên không hổ là đệ tử nội môn thâm niên, am hiểu cả bí thuật, hơn nữa còn khá có thành tựu nữa. Sự tàn nhẫn khi ra chiêu của hắn ta cũng khiến người ta hốt hoảng, chiêu thứ nhất đánh lên đầu Lâm Nhất, chiêu thứ hai thì muốn bóp cổ, chiêu trước mắt là đâm thẳng vào ngực Lâm Nhất. Chương 922 Phá Sơn Quyền. Chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị thương nặng. Tường Long Tại Thiên. Lâm Nhất không hề sợ hãi, trong hai mắt hắn có ánh sáng lóe lên. Năm ngón tay của hắn không ngừng động dậy, ngừng tụ khí thế trong không trung thành một long ảnh màu vàng. Khi năm ngón tay hắn hoàn toàn siết chặt lại, long ảnh kia cũng hung hăng gầm thét, bị hắn kéo vào trong quyền mang. Nhờ có long ảnh, trong quyền mang chứa đựng lực lượng cuồn cuộn ngất trời, vừa kinh khủng vừa đáng sợ. Khi hắn đánh ra, quyền mang vừa khéo đụng vào ngón tay của Phó Lăng Thiên. Keng! Nắm đấm và ngón tay hai người tựa như hai thanh kiếm cứng rắn va vào nhau, mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, vô số bụi bặm đá vụn bay khắp không trung như mưa bão kéo đến. Trong mắt Phó Lăng Thiên lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta cảm nhận được chân nguyên ẩn chứa trong quyền mang của đối phương mênh mông như biển, sâu không lường được. Chân nguyên trong ngón tay của mình tựa như bùn rơi xuống biển, không còn sót lại được gì, thậm chí còn không tạo thành gợn sóng. Nhưng lực lượng trong quyền mang của đối phương lại khiến hắn ta thoáng có cảm giác không chịu nổi. Phụt! Lúc Phó Lăng Thiên đang định lùi về sau thì lực lượng trong quyền mang lại dâng lên một lần nữa. Khóe miệng hắn ta có máu chảy ra, bị đánh bay tận mấy bước, sau khi rơi xuống đất, hắn ta lập tức sa sầm mặt. Ta sẽ giết ngươi! Bị người trước kia mình vô cùng xem thường đánh lui, Phó Lăng Thiên nổi giận. Không còn nương tay nữa mà ngồi dậy xông lên. Đại ca, chúng ta giúp huynh. Trong bát đại kim cương có hai người bay ra, đứng một trái một phải bên cạnh Phó Lăng Thiên, đồng loạt xông về phía Lâm Nhất. Phá Sơn Quyền. Huyết Lang Nộ. Liệt Vân Trưởng. Ba người, ba sát chiêu, ba cao thủ huyền võ tầng 6 đồng thời ra tay muốn giết Lâm Nhất. Năm người còn lại thì đứng nhìn chằm chằm. Trong mắt chứa đựng sát khí, ai cũng muốn xông lên. Dường như việc đánh lui Phó Lăng Thiên bằng một quyền cũng không thể thay đổi tình thế, ngược lại còn khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Ba sát chiêu đánh tới từ trong không trung, giống như một khắc sau sẽ có thể xé Lâm Nhất thành mảnh vụn vậy. Cứ đến đi. Lâm Nhất không hề hoang mang, hắn lùi lại một chút, một tay hóa rồng, một tay hóa hổ. 47 cánh hoa tử diên ở đan điền đều nở ra. Rót vào trong khí thế rồng hổ này, đợi khi ba sát chiêu kia sắp đánh tới, hai tay hắn chợt vỗ mạnh vào nhau. Trong tiếng nổ vang, dường như cả hai ngọn núi rồng và núi hổ ầm ầm thành hình, ngưng tụ thành một đỉnh núi nguy nga bao phủ Lâm Nhất ở bên trong. Đỉnh núi hang hổ, chân núi đầm rồng, tạo thành ý cảnh đầm rồng hang hổ. Ầm, mưa gió từ tám phương đều kéo đến, ba sát chiêu làm kinh động đất trời. Nhưng đánh lên người Lâm Nhất lại chẳng mang đến tác dụng gì, thậm chí hắn còn không lùi bước. Chương 923 Lâm Nhất, người thật vô liêm sỉ. Không đợi ba người lui về sau, Lâm Nhất quát to một tiếng, khí thế dâng lên trên người, tâm pháp Long Hổ Quyền được hắn đẩy đến mức độ mạnh nhất. Trong mắt hắn có ánh sáng lóe lên, hư ảnh của một con mãnh hổ khổng lồ cao đến trăm trượng đang nhắm chặt hai mắt đứng sau lưng hắn. Khi hắn đánh một quyền tới, con hổ kia cũng mở mắt, trong mắt có huyết quang lướt qua, răng nanh trong miệng hổ vô cùng dữ tợn, thú uy vương giả, nhìn xuống tám phương. Cú đấm này thúc giục cả uy nghiêm của chúa tể Sơn Lâm, còn có kiếm ý cùng với chân nguyên và khí lực, nhìn như chỉ có một quyền, nhưng lại mang theo sức mạnh của muông thú, cực kỳ bá đạo. Tốc độ của cú đấm rất nhanh, ba người Phó Lăng Thiên hoàn toàn không kịp lùi về phía sau đã bị đánh hộc máu văng ra xa. Sau khi rời xuống đất, trong mắt bọn họ lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Lâm Nhất sụt tay về đứng yên tại chỗ, khí huyết trên người vẫn đang sôi trào, uy thế long hổ cuồng bạo như ẩn như hiện trên người. Ánh mắt hắn đảo qua, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Sao có thể như thế? Trời ạ, rốt cuộc Lâm Nhất này là thể loại gì vậy? Hắn chỉ mới vào nội môn, sao thực lực lại mạnh thế này? Quá kinh khủng! Mấy người Phó Lăng Thiên đều thuộc 200 người mạnh nhất trong bảng địa đấy, những đệ tử tham gia trong cuộc chiến đồng minh hoàn toàn không thể sánh bằng bọn họ được.
Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, mới mấy ngày không gặp mà thực lực đã mạnh đến thế rồi. Cuộc chiến đồng minh chém giết lẫn nhau, chiến đấu sinh tử, hắn là người chiến thắng cuối cùng, có lẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Không ai ngờ rằng bát đại kim cương đấu với Lâm Nhất lại phải chịu thiệt thòi đến thế. Những người lo lắng cho Lâm Nhất trước đó đều thở phào nhẹ nhõm, với thực lực này, hắn muốn rời khỏi cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng nếu bát đại kim cương thật sự mặt dày cùng nhau bao vây tấn công Lâm Nhất, thì vẫn hơi khó giải quyết. Có điều lúc nhìn về phía Lâm Nhất, mọi người phát hiện quần áo trên người hắn vẫn như thế, nét mặt hắn chỉ hơi thay đổi, không giận không buồn, sâu trong mắt cũng không có chút cảm xúc. Phó Lăng Thiên thấy người xung quanh không ngừng chỉ trỏ, còn có tiếng phỉ báng, sắc mặt hắn ta lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Đáng ghét, rốt cuộc tên danh này tu luyện kiểu gì vậy, vào tông môn mới hơn nửa năm đã vượt qua tất cả bọn họ rồi. Không được, hôm nay cho dù thế nào cũng không thể cho hắn rời đi như thế. Nếu không sau này danh tiếng của bát đại kim cương ở Lăng Tiêu kiếm các sẽ hoàn toàn mất hết. Lâm Nhất, người thật vô liêm sỉ. Phó Lăng Thiên đột nhiên nhảy dựng lên hét to, khiến mọi người giật cả mình. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn ta ra vẻ vô cùng phẫn nộ, đau lòng không thôi nói, ba người chúng ta nể tình ngươi vừa thăng lên đệ tử nội môn. Lúc giao thủ vẫn luôn rất nương tay, còn chưa sử dụng đến ba phần thực lực. Nhưng ngươi lại không biết điều, còn ra tay nặng như thế, ngươi đây là muốn làm gì? Trong mắt ngươi có còn tông quy không, có còn trưởng lão của kiếm các không, nếu chúng ta thật sự không đủ thực lực, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết chúng ta luôn? Mọi người ngạc nhiên, ai cũng kinh hãi, bị sự mặt dày của Phó Lăng Thiên làm ngây người. Chương 924 uy thế của bảo khí, ai có thể đỡ được? Họ thật sự chưa từng gặp ai mặt dày đến thế. Lâm Nhất cạn lời, không còn gì để nói. Mau quỳ xuống xin lỗi, nếu không hôm nay đừng trách các sư huynh dạy ngươi chút đạo lý làm người. Quỳ xuống. Bát đại kim cương tức giận trợn mắt, sau đó quát to. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ giễu cợt, nhẹ giọng nói, không biết các sư huynh muốn dạy tại hạ đạo lý kiểu gì. Soạt. Phó Lăng Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Huyền khí siêu phẩm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén, khí thế bá đạo. Xoạt xoạt xoạt. Bảy người còn lại cũng lần lượt rút kiếm, thoáng chốc tản ra bao vây lấy Lâm Nhất, không cho hắn có cơ hội rời đi. Tám thanh bảo kiếm đều là huyền khí siêu phẩm, lưỡi kiếm sắc bén, kiếm dung tạo thành tiếng ong ong, thân kiếm có linh văn thoáng hiện, chỉ cần vung nhẹ sẽ có tiếng kiếm reo khiến người ta sợ hãi vang vọng khắp nơi. Phó Lăng Thiên nhếch miệng. Không ngừng cười khẩy, dạy kiểu gì à, dạy thế này này. Dù Lâm Nhất hắn có 10 lá gan cũng không dám đồng thời giao thủ với 8 người bọn họ. Thật sự không dám ư. Lâm Nhất phất tay, chiến kỳ xích diễm bay ra từ trong túi chữ vật. Vụt. Hắn phất tay, chiến kỳ xích diễm biến thành trạng thái cận chiến, bên dưới cán cờ bắn ra hai lưỡi hái mang theo ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ. Lưỡi hái ở hai bên trái phải cán cờ tạo thành một hình tam giác ngược vừa dài vừa sắc bén. Đầu cán cờ, lá cờ biến thành hai lưỡi hái đối xứng hai bên trái phải, lưỡi hái sắc bén chỉ có chiều rộng bằng ngón tay người. Dạy ta làm người à? Lâm Nhất hừ lạnh, liên tục phung lưỡi hái xuống đất, uy thế cuồn cuộn và dữ dội kéo đến tựa như ngọn núi đè xuống. Sắc mặt tám người Phó Lăng Thiên lập tức tái nhợt, chân không khỏi run rẩy. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp cõi lòng. Lâm Mỗ cũng muốn xem các ngươi dạy ta làm người như thế nào. Hắn nói xong, chiến kỳ xích diễm dài gần 2 mét bắt đầu thể hiện sự đáng sợ của nó, chém về phía 8 người. Uy thế của bảo khí, ai có thể đỡ được? Lưỡi đao xích diễm được Lâm Nhất điều khiển mang theo khí thế vừa dữ dội vừa hung ác chém tới. Không ai ngờ rằng Lâm Nhất nói chém là chém ngay. Từ lúc hắn lấy chiến kỳ ra đến khi ra tay cũng chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt đám người Phá Lăng Thiên thay đổi, bọn họ không chút nghĩ ngợi mà cùng lùi về sau. Hai lưỡi hái chém xuống đất, trong tiếng động lớn còn kèm theo một cột lửa xích diễm bốc lên. Tiếng ầm ầm liên tục vang vọng, dưới phát chém này, mặt đất không ngừng lay động, xích diễm bốc lên nóng bỏng tựa như nham thạch nóng chảy phun ra trong núi lửa.
Chương 925 đây là uy lực của bảo khí sao? Dù tám người Phó Lăng Thiên đã nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị dư âm tác động đến, bọn họ kêu lên một tiếng, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, sắc mặt tái nhợt. Bảo khí. Bát Đạt Kim Cương thở hổn hển, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, tựa như tỉnh lại từ trong mơ. Lâm Nhất giành được vị trí đầu của cuộc chiến đồng minh nên nhận được bảo khí. Bọn họ lại muốn đi dạy Lâm Nhất làm người, đúng là vớ vẩn. Đây là uy lực của bảo khí sao? Quá đáng sợ, sức mạnh của nó quá kinh khủng, chẳng trách Lâm Nhất không sợ hãi, ra là vì hắn có bảo khí. Ha ha, lần này có kịch hay để xem rồi. Bát Đại Kim Cương hống hách, còn muốn lấy nhiều đánh ít, ép Lâm Nhất phục tùng, bây giờ gặp phải kẻ khó chơi rồi. Các đệ tử tông môn đang theo dõi cuộc chiến ở xung quanh đều sáng mắt lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng cảm nhận được sóng nhiệt cuộn trào trong không khí, bọn họ vẫn hơi sợ hãi, lúc nói chuyện cũng đều lùi về sau rất nhiều bước. Ta cũng không tin với cảnh giới của hắn thật sự có thể hoàn toàn điều động được bảo khí này. Trong mắt Phó Lăng Thiên lóe lên vẻ hung ác, cắn răng giận dữ nói, cùng xông lên. Nếu đã trở mặt thì hôm nay cứ tính hết một lượt thù mới hận cũ của tiểu tử này với liên minh quân tử chúng ta đi. Giết! Bát Đại Kim Cương đều là loại người tàn bạo, vào tông môn nhiều năm, trước giờ vẫn luôn hoành hành không sợ ai, chưa từng bị người khác bắt nạt như thế, đặc biệt là người đó còn là thiếu niên có thù sâu hận lớn với liên minh quân tử trước mắt. Vừa nói xong, sự khát máu trong lòng lập tức bị kích hoạt, sát khí trên người lập tức dâng cao. Dưới sự chỉ huy của Phó Lăng Thiên, bọn họ lại bắt đầu bao vây tấn công Lâm Nhất, điều động chân nguyên, không trung lập tức có kiếm ảnh ùn ùn kéo đến. Lâm Nhất vẫn rất bình tĩnh, với tu vi của hắn, muốn điều động xích diễm chân hỏa thật sự hơi miễn cưỡng. Nhưng nếu chỉ duy trì trạng thái cận chiến, với chân nguyên hùng hậu của Tử Diên kiếm quyết thì chẳng có gì phiền phức cả. Ít nhất dư sức đấu với 8 người trước mắt. Trong khi mấy người kia đang di chuyển, Lâm Nhất vẫn không hề động đậy, dùng lưỡi đao trong tay để đỡ đòn. Uy lực của bảo khí đừng thể hiện đến mức tối đa trong tay hắn. Chỉ một đòn đánh bình thường đã có thể nhẹ nhàng phá giải chiêu thức mà đối phương dốc hết sức lực đánh ra. Bát Đại Kim Cương chiếm lợi thế về số đông, nhưng lại không làm được gì cả. Lâm Nhất phung nhẹ song Nguyệt Huyết Liêm, đánh tan hai chiêu kiếm. Phó Lăng Thiên gào thét lao tới, thân pháp và kiếm ý hòa làm một. Một kiếm này có uy lực rất mạnh trong tu vi huyền võ tầng 6 đỉnh phong của hắn ta. Nhưng Lâm Nhất chỉ hừ lạnh, lại vung lưỡi đao xích diễm trong tay, dùng lực phá chiêu, phá tan toàn bộ kiếm thế. Keng! Song Nguyệt Huyết Liêm trên cán cờ đánh lên ngực Phó Lăng Thiên, phát ra tiếng va chạm chói tai. Áo quần của hắn ta bị chém rách, để lộ huyền giáp màu đen bên trong, áo giáp cứng rắn, khả năng phòng ngự khiến người ta phải ngạc nhiên. Phó Lăng Thiên không để tâm đến uy lực khi va chạm của bảo khí, cười khẩy, ngươi có thể làm gì ta chứ? Huyền giáp này đủ khả năng ngăn cản 10 lần tấn công của bảo khí trong tay ngươi đấy. Đòn tấn công của Lâm Nhất không phá hư được huyền giáp khiến Phó Lăng Thiên tự tin hơn, lập tức xông lên một lần nữa, muốn giữ chân Lâm Nhất, tạo cơ hội cho 7 người còn lại. Chương 926 quỳ ở đó đi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một ánh sáng khó hiểu. Tay sai của vương gia có nhiều bảo vật thật đấy. Huyền khí phòng ngự cao cấp thế này, vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mạng sống, vô cùng hiếm có. Nhưng mà, gặp phải lưỡi đao xích diễm thì cũng thế thôi. Lâm Nhất lại đâm tới, lưỡi hái tam giác ở cuối cán cờ đâm vào trong huyền giáp màu đen kia. Một tiếng rắc vang lên, huyền giáp mà Phó Lăng Thiên lấy làm kiêu ngạo lập tức nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn. Phụt. Trong tiếng kêu thê thảm, Phó Lăng Thiên bị đánh bay ra ngoài, xương sườn trước ngực gãy hết, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống từ giữa không trung. Kết thúc ở đây đi. Một tia phong mang tản ra từ trên người Lâm Nhất, trong tia phong mang đó, lưỡi đao xích diễm dữ tợn như dã thú đột nhiên dâng lên khí thế kinh khủng hơn, phát ra hơi thở tàn bạo tựa như huyết diễm. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Ầm ầm ầm. Bất động thì thôi, chỉ cần cử động sẽ chấn động cả cửu thiên, Lâm Nhất tiến lên một bước, bay lên không trung. 7 bóng người trên không trung lần lượt ra chiêu,
nhưng tất cả đều phải chịu một đòn của lưỡi đao xích diễm. Khi Lâm Nhất đáp xuống đất, trong bát đại kim cương, không ai có thể đứng thẳng người dậy. Sắc mặt Lâm Nhất không chút thay đổi, hắn bước từng bước về phía Phó Lăng Thiên đang cố đứng dậy, ánh sáng lạnh trong mắt khiến người khác không rét mà run. Lâm sư đệ, có gì từ từ nói. Phó Lăng Thiên vô cùng sợ hãi, run rẩy đứng dậy, vẻ kiêu căng ngông cuồng khi nãy hoàn toàn biến mất. Lưỡi đao biến trở lại hình dáng chiến kỳ, Lâm Nhất cất nó vào trong túi trữ vật, nhìn Phó Lăng Thiên, nhẹ giọng nói, Đại Tần Đế Quốc đúng là không phải do Lăng Tiêu Kiếm Các định đoạt, nhưng trong kiếm các này, không cho phép đám hề các ngươi phách lối trước mặt ta. Rắc rắc. Hắn lạnh lùng vung chân đá hai cái lên đầu gối Phó Lăng Thiên. Hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, quỳ phịch xuống đất. Quỳ ở đó đi. Dứt lời, Lâm Nhất không thèm nhìn hắn ta, rời đi không quay đầu lại. Đại ca. Sau khi bỏ dậy, bảy người còn lại vừa giận vừa sợ, vội vàng chạy đến muốn đỡ hắn ta dậy. Nhưng Lâm Nhất đã đi xa đột nhiên dừng lại, hắn không xoay người mà chỉ dừng bước. Một luồng hàn ý kéo đến, sắc mặt bảy người lập tức thay đổi, bọn họ khựng lại. Một lúc sau, đợi khi chắc chắn Lâm Nhất đã hoàn toàn đi xa, bọn họ mới vội vàng đỡ Phó Lăng Thiên ủ rũ rời đi. Xung quanh rộ lên tiếng cười, không ít người từng bị bát đại kim cương bắt nạt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chương 927 nhắc đến mình. Quá đã, Lâm Nhất này thật sự đã chút giận giúp chúng ta rồi. Ha ha, khi nãy mấy người đó ngoan ngoãn thật đấy, dáng vẻ không dám nhúc nhích kia khiến ta buồn cười chết đi được. Đáng đời, đám người này nên gặp báo ứng từ lâu rồi. Trước kia có người kiêng dè Vương Diễm và Liên Minh Quân Tử, không dám xử lý bọn họ, bây giờ động đến Lâm Nhất, xem như bọn họ xui xẻo. Lâm Nhất thật sự cuột khởi rồi, bây giờ xem ra hắn không thua kém gì Bạch Lê Hiên năm đó cả. Thật mong đợi quá, không biết sau khi Bạch Lê Hiên xuất quan, hai thiên tài này sẽ đánh nhau thế nào đây? Vương không gặp Vương, hậu không gặp hậu. Một núi không thể có hai hổ. Nếu Bạch Lê Hiên xuất quan, chắc chắn hai người sẽ đánh nhau một trận. Dù Lâm Nhất đã đi xa, ngay cả bóng lưng cũng không thể nhìn thấy nữa, nhưng lời bàn tán liên quan đến hắn vẫn chưa dừng lại. Trận chiến hôm nay cho mọi người thấy rõ thực lực chân chính của hắn. Dù không sử dụng bảo khí, ba người trong bát đại kim cương liên thủ cũng phải chịu thua hắn. Thực lực thế này hoàn toàn có thể đứng ở 100 vị trí đầu của bảng địa, thậm chí là cao hơn. Bình thường chỉ 100 vị trí đầu cũng không có gì đáng nói cả, nhưng hắn chỉ mới vừa trở thành đệ tử nội môn, không khỏi khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Quá yêu nghiệt. Việc này khiến mọi người theo bản năng nghĩ đến Bạch Lê Hiên lấy cảnh giới tiên thiên giết vào bảng địa năm đó. Lâm Nhất trở về Lạc Già Sơn, sau khi chào hỏi mấy người quen. Hắn đi thẳng đến chỗ ở của Hân Nghiên sư tỷ. Nhưng rất không khéo là đại ca Hân Tuyệt của cô ta một đệ tử bảng thiên cũng ở đây. Huynh muội người ta nói về chuyện nhà, đương nhiên Lâm Nhất không tiện quấy rầy, chào hỏi xong thì định lui xuống. Đi cái gì, ở lại cho ta, ha ha, khi nãy đại ca trùng hợp có nhắc đến người đấy. Hân Nghiên thì cười tươi kéo Lâm Nhất lại. Nhắc đến mình. Lâm Nhất không khỏi tò mò nhìn sang Hân Tuyệt, hắn rất kính nể vị cao thủ bảng thiên này. Sau khi nhìn sang, hắn không khỏi hơi ngạc nhiên. Dù tu vi của Hân Tuyệt vẫn luôn cho hắn một cảm giác sâu không lường được, không thể cân đo đong đếm. Nhưng so với lần trước gặp mặt, lần này gặp lại rõ ràng cảm giác đã khác. Hơi thở trên người y mênh mông tùy ý, chân nguyên tràn đầy, cuồn cuộn như biển, mơ hồ đạt đến một cảnh giới viên mãn nào đó. Nó mang đến cho người khác một cảm giác áp lực như nhìn lên một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ. Hân Tuyệt đại ca, huynh đột phá rồi sao? Lâm Nhất hô to, Hân Tuyệt thoáng cười gật nhẹ đầu, nửa tháng trước đã thành công thăng lên huyền võ tầng 10 rồi. Trước đây vẫn luôn có tin đồn rằng ta không thua kém gì bát công tử, nhưng chỉ có mình ta hiểu được chênh lệch trong đó, hôm nay đột phá thế này, mới miễn cưỡng có thể tranh đấu với bọn họ. Tuy lời nói của y rất khiêm tốn, nhưng vẫn có thể để người ta cảm nhận được rõ ràng sự tự tin trong đó. Hình như đệ mới chiến đấu với ai à? Chương 928 lo lắng. Hân Tuyệt nhìn Lâm Nhất, hơi cau mày,
nhìn ra hơi thở trên người hắn hơi không ổn định. Lâm Nhất gật đầu, cũng không định giấu diệp, giải thích đơn giản chuyện giao thủ với bát đại kim cương. Sau khi nghe hắn kể, Hân Nhiên xa sầm mặt, lạnh lùng nói, cho bọn họ một bài học cũng được, nếu không bọn họ vẫn nghĩ người dễ bắt nạt. Trong mắt Hân Tuyệt có ánh sáng lướt qua, y hơi bất ngờ nhìn Lâm Nhất. Sau đó, y cười khẽ, trước đó ta còn hơi lo lắng, bây giờ xem ra là không cần bận tâm nữa. Lo lắng. Lâm Nhất không hiểu. Hân Tuyệt nhẹ giọng nói, hôm nay ta đến đây là để tìm đệ, 7 ngày sau là tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa. Các đại tông môn đều sẽ đi chúc mừng, Diệp sư huynh đang bế quan, cho nên ta là người dẫn đội cho Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất biết Diệp sư huynh mà y nói chính là Diệp Phong đứng đầu bảng thiên của kiếm các. Mai hộ pháp bảo ta dẫn đệ theo để tiếp xúc với cao thủ của các tông môn khác. Lúc trước ta còn lo lắng, đệ mới vào nội môn, nếu bị đệ tử của các tông môn khiêu khích sẽ chịu thiệt thòi, bây giờ xem ra là ta lo lắng quá rồi. Hân Tuyệt giải thích một lượt cho hắn hiểu. Hân Nhiên cười khẽ tiếp lời, tính ra đã 5 năm rồi Phượng Hoa công chúa không tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ lại tổ chức, không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào đây. Phượng Hoa công chúa là vị công chúa được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tần Đế Quốc, từng có chuyện xưa với Lưu Thương công tử đúng không nhỉ? Có thể gặp mặt thử cũng hay đó chứ. Nhưng theo lời Hân Tuyệt nói, nếu đệ tử các tông môn gặp nhau, e rằng khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Đế quốc người người sùng võ, tranh cường háo thắng vốn là bản tính của con người, huống hồ người có thể xuất hiện trong buổi tiệc của công chúa chắc chắn đều là nhân tài kiệt xuất, yêu nghiệt của tông môn. Một buổi tiệc lớn như thế, chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị. Ba người trò chuyện vui vẻ, ngoài chuyện tiệc sinh nhật của công chúa, Lâm Nhất còn hỏi Hân Tuyệt rất nhiều thắc mắc của mình về việc tu luyện võ đạo. Đối phương biết gì đều nói hết, không hề giấu giếm, thậm chí còn tự ra tay hướng dẫn tu vi và kiếm pháp cho hắn. Lúc rời đi, Lâm Nhất thu hoạch được rất nhiều, ngay cả một vài nghi hoặc về Thủy Nguyệt kiếm pháp cũng được giải đáp chút ít. Phía sau Lăng Tiêu kiếm các có một dãy núi đồ sộ kéo dài, tên là Sơn Mạch Tịch Diệt. Dãy núi này rất nổi tiếng trong quận Tần Thiên, không chỉ Lăng Tiêu kiếm các, ba đại tông môn còn lại cũng xây dựng bên rìa dãy núi này, chỉ là vị trí khác nhau mà thôi. Sơn Mạch Tịch Diệt này yêu thú tung hoành, ngoằn ngoèo rộng lớn, một đường kéo dài, thậm chí còn xuyên qua mấy đế quốc xung quanh. Bình thường sẽ có rất nhiều đệ tử tông môn lịch luyện ở đây, đánh giết yêu thú, tu luyện võ kỹ, tích lũy khí thị huyết. Chỉ là mọi người đều sẽ chọn khu vực ở rìa dãy núi, sâu trong dãy núi này vô cùng nguy hiểm, vị trí trung tâm của nó, ngay cả các trưởng lão cảnh giới tử phủ của tông môn cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Sương mù mờ mịt quanh năm không tan tạo thành một màn khí độc, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gào đáng sợ vang lên, khiến người ta sợ hãi. Chương 929 khó mà lường trước, rất kỳ lạ. Mặt trời gay gắt treo trên cao, ánh mặt trời chiếu lên màn khí độc màu xám cho khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng 7 màu xinh đẹp bao phủ bên ngoài khí độc, vô cùng kỳ quái. Khí độc đáng sợ chính là một trong những nguyên nhân khiến đệ tử tông môn không dám đi sâu vào trong. Nếu tu vi không cao thậm chí còn không thể ở lâu, khí độc tích lũy dần sẽ tạo thành độc tố chí mạng trong cơ thể. Lúc này, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm, đứng chắp tay trên một ngọn núi nhỏ hiu quạnh trong màn sương độc. Sau khi tạm biệt huynh muội Hân Nhiên, hắn không nghỉ ngơi mà dẫn Huyết Long Mã ra ngoài. 7 ngày sau chính là tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa, muốn để Thủy Nguyệt kiếm pháp nâng cấp trong khoảng thời gian ngắn như vậy đương nhiên không thể tu luyện như bình thường. Hắn phải tìm một vùng đất vô cùng nguy hiểm, nhờ thực chiến để diễn luyện kiếm pháp. Sơn Mạch Tịch Diệt chính là nơi hắn chọn. Thời gian thấp thoáng trôi qua, Lâm Nhất đã ở trong dãy núi này 3 ngày, không ngủ không nghỉ luyện tập Thủy Nguyệt kiếm pháp. Uy lực của kiếm pháp linh cấp siêu phẩm thật sự rất mạnh. Chỉ mới sơ thành đã thể hiện ra uy lực đáng sợ của nó rồi. Nhưng uy lực của nó cũng giống như Đường Thông đã nói, lúc mạnh lúc yếu, khó mà lường trước, rất kỳ lạ. Nếu người bình thường gặp phải phiền phức thế này chắc chắn sẽ chửi ầm lên, vội vàng nghĩ cách chọn một kiếm pháp khác. Nhưng Lâm Nhất lại không như thế, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống ở trong dãy núi rộng lớn này, hắn lại có lĩnh ngộ khác.
gió vô hình, mây vô thường, núi có thế, nước vô ảnh. Lâm Nhất mơ hồ cảm nhận được Thủy Nguyệt kiếm pháp lúc mạnh lúc yếu chẳng những không phải khuyết điểm có nó, ngược lại còn là một trong những ưu điểm. Dãy núi có thế, nguy nga hùng vĩ, nhưng nước vô ảnh, có thể biến ảo thành muôn hình vạn trạng, bao dung vạn vật, dung nạp trăm sông. Núi hữu hình, chỉ chứa đựng cây cỏ trong núi, nước vô hình, nhưng lại chứa đựng vạn vật trong thiên hạ. Tạm thời không nói cái nào cao cái nào thấp, Thủy Nguyệt kiếm pháp này chắc chắn có cách thức khác, không giống như Đường Thông nói. Hắn ta tu luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp này đến đại thành, uy lực ổn định không thể biến đổi, kém xa kiếm pháp siêu phẩm khác chắc chắn là vì hắn ta đã luyện sai hướng. Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi nhìn xuống màn sương độc màu xám cách đó nghìn mét. Trong sương mù, hai bóng mờ màu đen khổng lồ và dữ tợn đang quấn lấy nhau, tiếng gào thét chói tai không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng còn có tiếng va chạm mạnh và tiếng gầm gừ mang theo sát khí đáng sợ vang lên. Phù phù. Một bóng dáng yêu thú bay ra khỏi màn sương, đụng gãy mấy chục gốc cổ thụ chọc trời, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Trên người con yêu thú là bộ lông đen nhánh, bộ lông màu đen phủ đầy những lốm đốm màu máu, trông vô cùng xấu xí. Thân thể của nó cao khoảng mười mấy trượng, hàm răng sắc bén, con ngươi màu tím sáng chói như thủy tinh. Sói ma hắc huyết, yêu thú đứng đầu huyền vũ tầng 6. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc Lâm Nhất tung bay, cả bộ trường sam hắn mặc cũng bị gió thổi vù vù. Chương 930 nhưng quả cầu lửa này là dùng để uy hiếp mình sao? Dưới đất đột nhiên rung mạnh một cái, một con man thú to hơn sói ma hắc huyết gấp mấy lần xuất hiện. Nó trông giống một con báo, cả người có ngọn lửa hừng hực đang bốc cháy, nó chậm rãi tiến về phía trước, nhìn chằm chằm sói ma hắc huyết. Vụt! Nó đảo mắt nhìn qua Lâm Nhất cách đó mấy trăm mét, trong mắt chứa đựng vẻ khinh thường. Nó đột nhiên hét lên một tiếng. Sau tiếng gào của nó, năng lượng hỏa diễm tràn ngập trong không khí không ngừng tập trung về phía Lâm Nhất. Lúc sắp đến gần Lâm Nhất, năng lượng hỏa diễm biến thành một quả cầu lửa chói mắt tựa như sao băng, ầm ầm rơi xuống. Vụt! Áp lực khổng lồ kèm theo sóng nhiệt còn chưa rơi xuống đã tạo thành gió mạnh càn quét trên núi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng kỳ lạ, đây là một con báo ma văn đột biến hiếm có. Điều khiển thuộc tính hỏa vô cùng thuần thục. Chẳng trách sói ma hắc huyết không làm gì được nó. Nhưng quả cầu lửa này là dùng để uy hiếp mình sao? Lâm Nhất lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không định làm ngư ông đắc lợi. Báo ma văn cho rằng hắn tới để làm ngư ông đắc lợi, cho nên uy hiếp trước, muốn bảo hắn đừng làm phiền nó săn mồi. Hắn phải luyện kiếm. Muốn thực chiến để kiểm tra sự lĩnh ngộ của mình với Thủy Nguyệt kiếm pháp 3 ngày qua. Phá! Chân nguyên dao động, rồng ngâm hổ gầm, trong đỉnh núi không được cao lắm đột nhiên có khí thế động trời dâng cao đến tận mây xanh. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, nâng tay đấm một phát ra, đánh nát quả cầu lửa. Bùm! Ánh lửa tựa như pháo hoa nổ tung trên bầu trời rồi rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất đã cháy hết. Hai con yêu thú đang định chém giết nhau giật mình, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang. Chúng nó nhìn thấy thiếu niên áo xanh đang đứng trên đỉnh núi vừa rụt tay về, mặt sáng như ngọc, mắt tựa như sao, giữa chân mày còn mang theo phong mang. Gầm gừ. Trong đôi mắt như thủy tinh của sói ma hắc huyết thoáng lộ vẻ kiêng dè. Trực giác nói với nó, e rằng thiếu niên này còn đáng sợ hơn cả báo ma văn, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị hắn giết chết. Trước đó báo ma văn còn tỏ vẻ khinh thường, bây giờ ánh mắt nó rõ ràng đã trở nên dè dặt hơn. Hai con yêu thú đưa mắt nhìn nhau, dường như đã quyết định một thỏa thuận nào đó. Vù vù. Ngọn lửa trên người báo ma văn bốc lên cao từ dưới mặt đất, mang theo hơi thở vừa nóng bóng vừa điên cuồng. Thân thể to lớn hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của nó xông về phía trước nhanh như một tia chớp. Bịch. Sói ma hắc huyết cũng không đứng yên, nó gào thét mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng lao lên. Đến đây, chương 931 đến rồi sao? Lâm Nhất phung tay, kiếm táng hoa bay ra từ trong hộp kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, hàn mang khí thế như mây, lơ lửng vô thường, khí thế như nước, linh hoạt thông suốt thoáng chốc đã đánh vào thân thể to lớn của báo ma văn.
hàn mang đánh vào thân thể đang bốc cháy của báo ma văn tạo thành tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên, một kiếm khiến thân thể cao lớn của nó bị đánh lui. Ầm. Dưới uy lực của một chiêu này, đỉnh núi dưới chân nứt ra, ánh mắt sói ma hắc huyết lóe lên vẻ dữ tợn, mấy chục tia vuốt nhanh như gió cào đến. Lâm Nhất hơi lách người, đạp lên đá vụn trong không trung như bước chậm trên hư không. Động tác của hắn nhẹ nhàng, linh động như gió, từng tia kiếm khí như giấy lên sóng to gió lớn, chém nát toàn bộ tia vuốt phong bạo kia. Giết! Vào khoảnh khắc tia vuốt bị chém nát, dưới sự gia trì của Thấy Huyền Bộ, Lâm Nhất nhanh như tia chớp lao xuống. Hắn vung tay lên chém ra một kiếm, chiêu kiếm chém xuống tạo thành uy thế như sóng thần dâng lên. Phập! Chiêu kiếm không chém trúng chỗ hiểm, nhưng lại tạo thành một vết thương đáng sợ trên người sói ma hắc huyết, máu tươi bắn tung tóe trong không trung. Xoạt xoạt xoạt! Khi Lâm Nhất rơi xuống đất, lá cây trong rừng cũng rơi lả tả, tung bay lên xuống theo cơn gió. Ầm! Sóng nhiệt lại cuốn lên, báo ma văn mang theo cơn giận ngút trời lại nhanh chóng tấn công. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt cả không khí, khiến người ta ngạt thở. Lâm Nhất vùng ống tay áo, xoay người chém một kiếm, chiêu kiếm mang theo tiếng gió chói tai chém ra. Khí tức trên chiêu kiếm chợt thay đổi, nếu nói chiêu kiếm vừa đánh bay sói ma hắc huyết là sóng lớn ngút trời, thì chiêu kiếm này chính là nước chảy nhỏ giọt, không thể sánh bằng. Đến rồi sao? Lâm Nhất thấy thế vẫn không hề hoảng hốt, vết thương trên người hắn mấy ngày nay đều là do chiến đấu, Thương Nguyệt kiếm pháp lúc mạnh lúc yếu, bị đối phương nắm lấy sơ hở. Ba ngày tu luyện vất vả, việc này sớm đã trở thành thói quen, trước mắt vừa khéo có thể kiểm chứng suy nghĩ trong lòng hắn. Ầm. Chiêu kiếm này vừa mới chạm vào người báo ma văn, Lâm Nhất đã lập tức bị đánh bay. Báo ma văn tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, uy lực của chiêu kiếm này với chiêu kiếm khi nãy khác nhau một trời một vực, chắc chắn có bẫy. Chiêu kiếm như nước chảy nhỏ do thế này lại vừa khéo hợp với ý hắn. Bịch bịch bịch. Không đợi báo ma văn kịp phản ứng, Lâm Nhất lại xoay người tấn công. Người như suối nhỏ, khe nhỏ sông dài, kiếm tựa hoa rơi, phập phồng theo sóng. Kiếm uy tuy nhỏ, nhưng hắn lung lay bất định, trong lúc di chuyển lên xuống, từng tia kiếm mang lặng lẽ chém lên người báo ma văn. Lúc đầu còn không có dấu hiệu, nhưng sau mấy chục chiêu, kiếm kình trong người báo ma văn tựa như trăm sông chảy về một dòng. Vào khoảnh khắc kiếm kình hội tụ lại, từ trong thân thể khổng lồ của nó xuất hiện một đạo kiếm quang to cỡ miệng chén. Báo ma văn kêu rên một tiếng ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, đau đến mức chết đi sống lại. Chương 932 ta cũng đâu có nói là thả ngươi đi. Gào. Hơi thở hung ác kéo đến, sói ma hắc huyết vẫn chưa hết hy vọng, khí thế tích lũy một lúc lâu bắt đầu bạo phát. Tiếng lá rơi đầy trời tựa như mưa. Vân Nguyệt trong nước nhập vào kiếm. Thân kiếm khẽ rung, Lâm Nhất chém ra một tia kiếm khí đáng sợ, hàn mang ngưng tụ, nơi nó đi qua thế như trẻ tre, không gì có thể ngăn cản. Chiêu kiếm này tựa như mây và trăng phản chiếu xuống mặt hồ, mang theo sóng biển động trời cuồn cuộn kéo đến. Khác hoàn toàn với chiêu kiếm như nước chảy nhỏ giọt khi nãy, chứa đựng uy lực kinh người. Ầm ầm ầm. Kiếm khí va chạm kịch liệt với tia vuốt phong bạo mà sói ma hắc huyết đánh ra, tiếng động lớn không ngừng vang vọng bên tai. Tia vuốt đen như biến thành thực thể để bị chém vỡ, nhưng phong mang trên kiếm thế của Lâm Nhất vẫn không suy giảm, chém thẳng xuống dưới. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể to lớn của sói ma bị chém thành hai nửa. Báo ma văn bò dậy từ dưới đất nhìn sang thi thể của sói ma, tỏ vẻ hoảng sợ, chạy đi không quay đầu lại. Năng lực phòng ngự của nó rất kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí bình thường hoàn toàn không thể làm nó thương gân động cốt. Nhưng kiếm khí kỳ lạ của Lâm Nhất lại kéo dài như mưa xuân, không một tiếng động, đến khi phát hiện ra thì trong người đã tích lũy thương thế không thể vãn hồi rồi. Nó chưa từng nhìn thấy kiếm pháp kỳ lạ như thế bao giờ, nhìn thấy sói ma hắc huyết chết thảm, nó làm gì còn dám tham chiến nữa. Ta cũng đâu có nói là thả ngươi đi, Thủy Mạn Sơn Hà. Bịch bịch bịch. Trên mặt đất bằng phẳng, Lâm Nhất cầm kiếm chạy như điên, trong lúc chạy, mặt đất rung lên không ngừng. Kiếm thế như dòng sông chảy xiết, liên miên vô tận, trùng trùng điệp điệp,
không ngừng tập kích đến, nhưng nơi mà nó đi qua, những cây cổ thụ chọc trời xung quanh đều hóa thành bột mịn. Một kiếm đâm ra, lại xoay người, thu kiếm về vỏ. Keng! Giây phút khi táng hoa cha vào trong vỏ, phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện cột máu của báo ma văn biến dị xông thẳng lên trời, còn chưa kịp giống lên thảm thiết thì đã bị kiếm ý ngập trời như một cơn hồng thủy chôn vùi. Thi thể sói ma hắc huyết bị cắt làm đôi, báo ma văn đột biến thì tan thành cho bụi, trong không khí ngập mùi máu tanh. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt này, trong đáy mắt quang mang thu lại như đang có điều suy nghĩ. Xem ra phán đoán của ta quả thực không sai, không mạnh không yếu, không hẳn lại là điểm yếu của Thủy Nguyệt kiếm pháp mà ngược lại, nó chính là ưu điểm. Bậc vương giả vô hình, thay đổi linh hoạt, sử dụng lưu loát. Phong thái vương giả, vô hình nhưng hữu thế. Gió vô định, mây vô thường, núi có thế, nước vô hình. Thủy Nguyệt kiếm pháp chính là như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều chứa đầy biến số, mạnh thì như nước trong sông núi, sóng to gió lớn, yếu thì như mưa phùn mùa xuân dịu dàng tưới mát vạn vật. Kiếm thế mênh mông chứa đầy biến số, lơ lửng bất định, đối thủ làm sao để đối phó. Lâm Nhất nghĩ ngợi mà cảm thấy đau đầu thay cho đối thủ của hắn. Chương 933 đi một mình mới có được kết quả như mong muốn. Như vậy mới là uy lực thực sự của siêu phẩm kiếm pháp linh cấp, Thủy Nguyệt kiếm pháp này không chỉ không phải là thứ vô bổ, mà ngược lại là loại siêu phẩm kiếm pháp linh cấp có uy lực mạnh mẽ nhất trong Lăng Tiêu kiếm các. Đường Thông sư huynh chắc chắn là đã đi nhầm phương hướng rồi mới khiến cho việc tu luyện kiếm pháp này trở nên bình thường và yếu ớt như vậy. Đáy mắt thoáng qua tia sáng, Lâm Nhất trầm ngâm nói, còn có 4 ngày thời gian nữa, đợi khi ta nắm vững được kiếm thế chí âm chí hàn này, thì Thủy Nguyệt kiếm pháp sẽ có thể miễn cưỡng được coi là đại thành rồi. Tu luyện kiếm pháp chỉ cần nắm vững được chân ý bên trong, khi tu luyện sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như trong vô số ngã rẽ quanh co, tìm được một con đường rực rỡ ánh sáng dẫn thẳng đến điểm cuối, không chỉ làm ít công to mà còn không bị lạc lối bên trong, không tìm được đường thoát ra. Lộc cộc lộc cộc. Bóng của huyết long mã xuất hiện trong tầm mắt. Nó đang xông về phía Lâm Nhất mà tét miệng ra cười. Sau đó không hề khách sáo lao thẳng về phía yêu đan của hai con yêu thú kia. Hai viên yêu đan cảnh giới huyền võ tầng thứ 7, nhất là còn có yêu đan đột biến, đã đủ để cho huyết long mã ăn no một bữa. Huyết long mã này có một chút huyết mạch của chân long, theo sức mạnh của huyết mạch tăng dần, tu vi thăng tiến so với Lâm Nhất còn đáng sợ hơn nhiều. Đến nay đã đạt đến cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, sau khi nuốt hết hai viên yêu đan này thì bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 7. Không làm phiền đến huyết long mã ăn uống, Lâm Nhất cất kiếm vào trong hạp, ánh mắt nhìn về phía nơi trung tâm của sơn mạch tịch diệt. Ở đó như đang cất chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, liếc mắt nhìn qua đã khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề. Theo như lời đồn, nơi sâu nhất trong sơn mạch tịch diệt này có tồn tại yêu thú cảnh giới thiên phách, ngang ngược đến mức khiến người ta nghe mà sợ. Yêu thú cảnh giới thiên phách, đó là sự tồn tại mà Lâm Nhất không thể tưởng tượng ra được, chỉ cần gặp phải thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Đừng nói là hắn, cho dù các trưởng lão cảnh giới tử phủ trong tông môn mà chẳng may gặp phải thì cũng chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng mà ta chỉ cần không đi vào quá sâu thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Có cờ chiến xích diễm thì dù có gặp được yêu thú cảnh giới tử phủ, ít nhất cũng có thể bỏ chạy giữ mạng. Liếc mắt nhìn huyết long mã, Lâm Nhất không định sẽ đưa nó đi theo, đi chuyến này là vì muốn tìm được một chỗ tốt nhất để luyện kiếm. Đi một mình mới có được kết quả như mong muốn. Trong sơn mạch có rất nhiều yêu thú, dường như cứ mỗi vài dặm đường đã không tránh khỏi phải đại chiến một trận. Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều, cả một đường vừa đi vừa đón đầu địch. Lấy táng hoa kiếm mở đường máu cho mình. Thỉnh thoảng gặp phải đối thủ mạnh hơn hoặc bầy yêu thú quá đông bèn dùng thất huyền bộ là dễ dàng rời đi. Thất huyền bộ đã gần chạm đến đỉnh phong viên mãn khiến hắn chẳng còn gì phải sợ hãi, một lòng muốn tiến về phía trước, ít có yêu thú có thể đuổi kịp được hắn. Nửa ngày sau, xuyên qua từng cây cổ thụ chọc trời phía trước, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một thác nước. Thác nước đổ xuống từ đỉnh núi. Cao đến nghìn trượng, giống như một dải lụa trắng ánh bạc đổ xuống, bắn ra những giọt nước li ti đầy trời.
Dưới chân thác hình thành nên một mặt hồ bao la rộng lớn, cứ thỉnh thoảng lại bắn lên những bọt nước thật lớn. Chương 934 càng điên cuồng lại càng bình tĩnh trầm ổn. Trước mắt Lâm Nhất rực sáng, ở trong sơn mạch tịch diệt này mấy ngày đây là lần đầu tiên nhìn thấy hồ nước. Chọn ở đây đi. Hai cánh tay Lâm Nhất khẽ dang ra, cơ thể như phiến lá rụng từ từ bay về phía trên mặt hồ. Chân nguyên trong người sao động, đứng trên mặt hồ mà như đứng trên mặt đất phẳng. Lúc bước đi, dưới chân tạo thành từng vòng sóng nước, ngược lại cũng chẳng phải là bản lĩnh gì, kẻ mạnh của cảnh giới huyền võ với chân nguyên dồi dào thì đều có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua là những người có thân pháp cao minh thì khi đi lại trong đó sẽ không tiêu hao quá nhiều chân nguyên thôi. Thủy chí nhu, nguyệt chí âm, lấy thủy nhìn trời, duy chỉ có nguyệt độc nhất, lấy kiếm nhìn tâm, cô phương tự thưởng vương giả vô hình, phong thái linh hoạt thông thuận của bậc vương giả, thủy nguyệt kiếm pháp vô hình mà hữu thế, chí âm chí hàn, chí cao chí ngạo. Đứng trên mặt hồ, Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, trong đầu hồi tưởng lại khẩu quyết kiếm pháp. Bốn bề trời đất lúc này lại càng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh của tiếng thác đổ, còn có làn gió khẽ thổi qua trên mặt hồ, không hề có bất cứ âm thanh nào khác. Đợi đến khi lòng hắn đã hoàn toàn tĩnh lại, đến âm thanh của thác nước đổ xuống cũng biến mất sạch. Lâm Nhất bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trong lúc đưa tay lên, táng hoa kiếm hóa thành một luồng hàn quang đâm thẳng ra. Quỳnh! Kiếm thế ngập trời theo đó tràn ra ảo ạt. Trên mặt hồ bọt nước như một cây cột cao đến trăm trượng, thanh thế cực kỳ khủng khiếp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Nhất kiếm nọ nối tiếp kiếm kia, không ngừng vung múa trên mặt nước hồ. Thời gian dần trôi, bất giác đã qua hai ngày, trong hai ngày hai đêm này, Lâm Nhất gần như đã quên sạch mọi thứ, quên cả chính mình mà chìm đắm trong việc tu luyện kiếm pháp. Ngoại trừ kiếm thế vô tướng vô thường vô hình ra, thủy nguyệt kiếm pháp này còn có chân ý chí cao chí ngạo. Chí âm chí hàn. Đến nay, linh hoạt thông thuận, lĩnh ngộ hoàn toàn, chí cao chí ngạo, chí âm chí hàn, nhưng lại vẫn như cũ thiếu một chút độ điêu luyện. Vẫn chưa đủ. Trên mặt hồ, Lâm Nhất không biết bản thân đến bây giờ đã múa hết bao nhiêu lần kiếm, giống như thể đã phát điên, nhưng mà ánh mắt lại vẫn như cũ sâu lắng trầm ổn. Càng điên cuồng lại càng bình tĩnh trầm ổn. Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Trong lòng Lâm Nhất điên cuồng hét lên, không ngừng thi triển kiếm pháp trên mặt hồ, trên thực tế đã tăng tiến hơn rất nhiều so với hai ngày trước đó. Đúng vào lúc Lâm Nhất gần như đã quên đi tất cả, trong kiếm thế mênh mang tản ra luồng hàn ý khủng khiếp. Dưới sự thôi thúc của Tử Diên kiếm quyết, luồng kiếm thế băng lạnh này càng khiến người ta sợ hãi. Mặt hồ sao động bắn tung bọt nước lên giữa không trung, bọt nước tung bay như bông tuyết trắng xóa rồi rơi xuống. Trong một thoáng không chú ý, một mặt chí âm chí hàn của Thủy Nguyệt kiếm pháp bỗng nhiên phát tán ra. Chương 935 không biết sẽ vui mừng đến mức độ nào. Lâm Nhất chìm đắm trong kiếm pháp nhưng lại không hề ý thức được cảnh này, vẫn đang múa kiếm quên mình. Bỗng nhiên, kiếm thế khắp toàn thân điên cuồng tăng vọt, điên cuồng tích tụ lại. Lâm Nhất thấy vậy ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, tiếp đó liền tỉnh táo lại, nhắm chặt hai mắt. Tập trung tinh thần, trong biển tuyết mênh mông, không ngừng cảm ngộ kiếm thế tăng vọt. Hai mắt nhắm chặt như vậy tròn hai canh giờ. View. Đến khi hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng lên tia sáng, trầm ngâm nói, hóa ra là như vậy. Lưu quang trong tay bắn ra tứ phía, táng hoa kiếm như mộng như ảo, vung tay múa kiếm. Vào giây phút khi kiếm xuất ra, một tiếng hét như sấm rền vang lên. Kiếm thế bao la như hoàn toàn hòa vào sông núi. Uỳnh ầm ầm. Một khắc sau, trên mặt hồ bắt đầu rung lên, đi kèm với tiếng hét như sấm rền, mấy chục làn sóng nước vọt lên bầu trời như mũi tên bắn khỏi dây cung, tốc độ nhanh như thiểm điện từ mặt hồ lao thẳng lên trời. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, vung táng hoa kiếm lên lại múa một lần nữa. Đợi đến khi kiếm mang rơi xuống, mấy chục làn sóng nước lập tức ngưng tụ thành băng trên mặt hồ. Hóa thành từng cây cột băng lạnh lẽo. Chí cao chí ngạo, chí âm chí hàn, thủy nguyệt kiếm pháp này đã coi như bước đầu đại thành. Muốn thực sự đại thành còn cần thêm một khoảng thời gian nữa, phải dung hòa liền mạch những lĩnh ngộ trong mấy ngày này mới được. Nếu như đổi thành người bình thường khác, chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi,
có thể tu luyện thủy nguyệt kiếm pháp được đến cảnh giới này. Không biết sẽ vui mừng đến mức độ nào. Nhưng Lâm Nhất lại rất rõ ràng, thời gian quá ngắn chỉ có thể coi như miễn cưỡng đại thành, không thể chỉ vì cái trước mắt. Mai hộ pháp mặc dù không đưa cho ta cả quyển bá kiếm, nhưng thủy nguyệt kiếm pháp này lại chỉ đủ để ta dùng trong một thời gian, ít nhất uy lực kiếm pháp này so với long hổ quyền còn mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, kiếm pháp này càng phù hợp với tử diên kiếm quyết của hắn hơn. Mặc dù nói hắn có thể làm được đến mức quyền kiếm hợp nhất, nhưng kiếm quyết dù gì vẫn phải dựa vào thanh kiếm trong tay mới có thể phát huy ra được uy lực thực sự của nó. Còn có 2 ngày nữa là phải khởi hành tham gia vào yến tiệc sinh nhật của công chúa rồi. Tu luyện kiếm pháp còn thuận lợi hơn một chút so với dự kiến của hắn, ngược lại khiến hắn có thể dành ra được chút thời gian để nghiên cứu thanh huyền bút lục khi trên đường trở về tông môn. Thanh huyền bút lục được viết bởi một cao nhân hàng đầu thần bí, tổng cộng có 36 trang, chính là 36 trang sách được viết hoàn toàn bằng linh văn. Linh văn trong đó quá cao thâm, khó mà hiểu được, nhưng Lâm Nhất thấp thoáng có một loại cảm giác. Hắn có một loại dự đoán, nguyên nhân hắn và Hồng Lão nhìn thấy hình ảnh khác nhau trong bức họa tường vi. Rất có khả năng bức họa tường vi này được vẽ bởi linh văn, chỉ là nó quá cao thâm khó đoán, phẩm cấp cao hơn hẳn mà thôi. Muốn hiểu được bức họa tường vi thì phải từ từ tăng khả năng lĩnh hội của thanh huyền bút lục lên. Đế quốc Đại Tần, trong căn phòng bao tại một tòa lầu các bí mật bên ngoài vương phủ của tứ đại tông tộc. Chương 936 tình trạng của Bạch Lê Hiên thế nào rồi? Trong lòng Vương Diễm thấp thỏm, thần sắc căng thẳng, rõ ràng có chút lo lắng. Nhìn vào người thanh niên thần bí, dáng vẻ thong thả ung dung đang tự rót tự uống phía sau tấm rèm bằng hạt thủy tinh nhưng lại không dám hé miệng oán thán một lời. Đối phương truyền gọi hắn đến đây, đã bắt hắn phải đợi đến cả nửa canh giờ rồi mà một câu cũng chưa nói. Bốp! Người thanh niên thần bí ở phía sau rèm đặt mạnh chén rượu trong tay lên đất. Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua tấm rèm rơi trên người Vương Diễm, lạnh giọng nói, Vương Diễm, ngươi đúng là kém cỏi, một việc 10 phần chắc chín như thế mà lại thất bại được. Phịch! Sắc mặt Vương Diễm tái mét, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, nhưng trong mắt vẫn mang chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói, Điện Hạ, lần này thực sự không thể trách ta. Ai cũng không ngờ được thằng nhóc đó lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Thường Hạo và Sở Hạo Vũ bắt tay với nhau mà còn thất bại trong tay hắn. Người ở phía sau tấm rèm thở dài một hơi, nghịch chén rượu trên tay cười tự giễu nói, năm ngoái người nói với ta, người này chỉ là một tên kiếm nô đến từ địa phương nhỏ, không cần phải để ta ra tay giúp ngươi. Bây giờ lại hủy hoại cả Sở Hạo Vũ mà ta tương đối coi trọng trước mặt tất cả mọi người. Yêu nghiệt của hội thanh huyền lần đầu tiên gặp phải tình trạng thảm hại thế này. Mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt của người thanh niên thần bí xuyên qua tấm rèm rơi lên người Vương Diễm lại khiến hắn như thể đang rơi vào hầm băng, tay chân lạnh toát. Lâm Nhất. Vương Diễm âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Lâm Nhất thì hắn làm gì đến mức thảm hại như vậy ở trước mặt Điện Hạ. Thôi, việc này ngươi không cần phải nhúng tay vào nữa. Dám hủy hoại người của hội thanh huyền ta, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là hắn có bản lĩnh gì. Nụ cười trên mặt người thanh niên thần bí khép lại, phẩy phẩy tay nhưng lại khiến cho Vương Diễm như chút bỏ được gánh nặng, trong lòng cũng đồng thời thoáng qua niềm vui sướng, nhưng mà trên mặt vẫn mang đầy vẻ tự trách nói, thuộc hạ bất tài, loại người như vậy mà lại phải khiến điện hạ đích thân ra tay, thuộc hạ chấp nhận chịu phạt. Tự rót cho mình một ly rượu. Người thanh niên liếc mắt nhìn Vương Diễm, không hề để ý đến chút suy nghĩ vặt vãnh của hắn. Sắc mặt hơi nghiêm trọng nói, tình trạng của Bạch Lê Hiên thế nào rồi? Vương Diễm chắp tay nói, nghe trưởng lão tông môn nói, Bạch Lê Hiên có đến 8-9 phần là sẽ thăng cấp lên thánh thể. Đến nay vẫn chưa xuất quan chỉ là đang cố gắng hết sức, muốn vào ngày xuất quan sẽ có thể tích lũy đủ để làm nên điều khác biệt. Trong mắt người thanh niên không có nhiều bất ngờ. Khẽ giọng nói, Hân Tuyệt thì sao? Nhắc đến Hân Tuyệt, sắc mặt Vương Diễm có chút khó coi, nhỏ giọng nói, không lâu trước đó, hắn đã thăng cấp lên cảnh giới huyền võ tầng thứ 10, trưởng lão tông môn cực kỳ coi trọng hắn. Thậm chí còn mong chờ hắn có thể đạt được hạng nhất trong long môn tranh tài lần này. Hạng nhất? Sắc mặt người thanh niên bỗng nhiên trở nên âm u,
Trong mắt thoáng qua sát ý, hắn ngược lại vẫn không chịu từ bỏ, hạng nhất long môn tranh tài có thể đưa ra một yêu cầu với thánh sử. Hai huynh muội này chỉ e là có nằm mơ cũng muốn đạt được hạng nhất trong long môn tranh tài. Vương Diễm vội vàng nịnh hót nói, có điện hạ ở đây, hắn muốn tranh hạng nhất cũng chỉ là người si nói mộng, chỉ riêng việc cho rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của điện hạ thôi cùng đã quả ngây thơ rồi. Người mà ta nhắm chúng, ai cũng không được phép ngáng đường của ta. Thanh niên thần bí trầm ngâm nói, hai ngày sau là buổi yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa, hình như Hân Tuyệt dẫn đội đúng không? Cùng nghe nói thằng nhóc Lâm Nhất này cũng đi cùng. Vậy sao? Vậy đến lúc đó phải cẩn thận nhìn cho kỳ vị yêu nghiệt mới nổi của Lăng Tiêu kiếm các này, người thanh niên thần bí chẳng tỏ vẻ gì, trên mặt lộ ra nụ cười đầy nghiền ngẫm. Chương 937. Lúc Lâm Nhất quay trở lại Lạc Già Sơn thì cách ngày khởi hành tham gia yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa chỉ còn không đầy một đêm. 7 ngày khổ tu trong sơn mạch tịch diệt đã giúp hắn thu hoạch được rất nhiều. Thủy Nguyệt kiếm pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, nắm được chân ý trong đó, Thủy Nguyệt kiếm thế như nước vô hình, vừa có mặt bá đạo, chí âm chí hàn, chỉ cao chí ngạo cũng vừa có mặt dịu dàng, giả dích như mưa xuân, tưới tắm cho vạn vật. Chân ý trong kiếm, có cương có nhu, đầy phong thái của bậc vương giả, vô hình mà hữu thế. Ngoài đó ra, dựa vào số lượng cực lớn linh ngọc nhị phẩm, tu vi của Lâm Nhất cũng tăng tiến không ít. Dù gì tư chất hiện nay của hắn cũng là linh thể bát phẩm, nhìn khắp kiếm các cũng chẳng có bao nhiêu người. Cùng với đó tu luyện công pháp được truyền thừa từ thời kỳ thịnh thế hoàng kim thượng cổ, chỉ cần có đủ tài nguyên, tu vi ắt sẽ tăng lên vùn vụt. Duy nhất có chút bất đắc dĩ là, 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm, chỉ trong có 7 ngày đã bị hắn tiêu hao hết 2.000, mức tiêu hao lớn như vậy sợ là đến trưởng lão của tông môn cũng phải tặc lưỡi. Còn lại một đêm. Ngày mai là đã xuất phát rồi. Đổi lại là người bình thường khác e là cũng phải có chút lo lắng rồi, dù gì cũng là đi gặp công chúa, cũng coi như một phần vinh dự. Tứ đại tông môn và Tần Thiên học phủ, cùng với các nhân vật nổi tiếng của đế đô, những hoàng thân quốc thích, thế gia hào cường đến tham dự e cũng không ít. Một việc trọng đại như vậy, chỉ cần để lộ ra chút tài năng thôi là sẽ đủ để danh chấn đại tần rồi. Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể khiến công chúa nhìn bằng con mắt khác. Mặc dù cơ hội này rất nhỏ bé nhưng cũng không ngăn được một số người mơ mộng. Lâm Nhất ngược lại không có suy nghĩ này, nếu như không phải Mai Hộ Pháp chỉ định hắn phải tham gia thì e là hắn chưa chắc sẽ đi. Nhưng nếu như đã quyết định đi rồi thì không thể lơ là qua quyết. Tông môn tụ họp, yêu nghiệt tập hợp, chắc chắn sẽ có nhiều tranh chấp. Hắn đầu tiên là truy giết đạo tặc Mạc La, khiến Phương Linh Vân tiêu vang khắp Đại Tần, tiếp đó lại đoạt được hạng nhất trong cuộc chiến đồng minh, phong mang hiện tại của hắn đang thịnh vượng, chỉ e sớm đã chuyển ra khắp tông môn rồi. Nếu tông môn tụ họp thì cho dù không tranh với người thì cũng bị người khác tìm đến tận cửa. Nếu như không suy nghĩ kỹ mà lơ là qua quyết, một khi thất bại thì chắc chắn sẽ phải chịu không ít sỉ nhục. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa, rút ra hơn chục viên linh ngọc. Lâm Nhất bắt đầu tu luyện bên trong sân viện của mình. Tu vi của hắn bây giờ đã dừng lại ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 5 hậu kỳ, cách tầng thứ 6 còn một khoảng nữa. Trong thời gian ngắn, mặc dù không thể đột phá thăng cấp nhưng vẫn muốn thử sức một lần, dù gì số lượng linh ngọc nhị phẩm trong tay hắn người khác còn xa mới bị kịp. Lại thêm, so với đệ tử nội môn thâm niên trong kiếm các, điểm yếu trong tu vi của hắn quá mức rõ ràng. Chương 938. Mặc dù nói có Tử Diên kiếm quyết bên cạnh khiến hắn khi đối diện với đệ tử cảnh giới huyền võ tầng thứ 7, so về chân nguyên thì hắn cũng không hề sợ sệt. Nhưng nếu như có thể đột phá tầng thứ 6, không hề nghi ngờ, khả năng thắng sẽ càng nhiều hơn. Rắc rắc, chẳng qua vài khắc đồng hồ, mấy viên linh ngọc nhị phẩm đã nứt sạch. Trong lòng Lâm Nhất khế than một tiếng, vui buồn lẫn lộn. Vui là vì Tử Diên kiếm thánh sau khi thăng cấp lên tầng thứ 8 đã thay ra đổi thịt, phát hiện ra một mặt dũng mãnh của công pháp thượng cổ, tiến độ như vậy thì việc đuổi kịp tu vi của người khác sẽ ở trong tầm tay. Buồn là vì, 4.000 viên linh ngọc nhị phẩm trong tay chỉ e cũng không đủ để chống đỡ được bao lâu. Một khi tài nguyên bị dừng lại, tu vi sợ là sẽ khó mà tăng tiến thêm được chút nào nữa. Xoạt xoạt xoạt, hơn 100 viên linh ngọc nhị phẩm liên tiếp bị tiêu hao đi. Nhưng khoảng cách đến tầng thứ 6 vẫn còn cách một bước.
Nếu như là người khác, tiêu hao nhiều linh ngọc nhị phẩm như vậy, tư chất có tệ hơn nữa thì cũng đã đột phá được cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 rồi. Không được, trước khi trời sáng phải thăng cấp lên tầng thứ 6. Trong lòng Lâm Nhất thoáng vẻ quyết đoán, lục tìm một hồi, một lúc sau có một thứ quả kỳ lạ, quanh thân vấn vít màu máu, long lanh lấp lánh, linh khí bắn ra tứ phía xuất hiện trong lòng bàn tay. Quả huyết viêm. Lúc đó vì loại quả này mà bốn đại công tử của đế quốc Đại Tần mới tụ họp lại, nhưng cuối cùng nó lại rơi vào trong tay hắn. Thứ này vốn dĩ hắn định tặng cho Hân Tuyệt sư huynh, nhưng bị Hân Nghiên sư tỷ ép buộc trả lại, không cho phép hắn mang tặng. Quả huyết viêm chính là một loại quả kỳ lạ, khi đột phá cảnh giới tử phủ mà luyện hóa quả này thì có thể có 3 phần xác suất thành công. Tám đại công tử, bất luận là ai, một khi đột phá cảnh giới tử phủ, ắt sẽ trở nên vượt trôi, trở thành yêu nghiệt đứng đầu Đại Tần. Lấy loại quả này để thăng cấp cảnh giới tử phủ, nhưng dùng để đột phá cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 thì chắc chắn sẽ thành công 100%. Duy nhất có chút bất đắc dĩ chính là giết gà bằng dao mổ trâu, quá lãng phí. Một số người trong tám đại công tử nếu như biết hắn muốn dùng quả huyết viêm này để thăng cấp lên tầng thứ 6 thì e là sẽ tức đến mức muốn lóc xương lột da hắn ra. Nên dùng thì phải dùng. Trong đáy mắt Lâm Nhất thấp thoáng ánh sáng, không tiếp tục do dự nữa, hắn nuốt quả này vào bụng. Loại quả kỳ lạ này vừa mới vào bụng đã hóa thành một dòng dung dịch huyết sắc cuộn trào, tựa như dòng nham thạch phun trào lấp đầy khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ của Lâm Nhất. Tinh hoa nhật nguyệt khủng khiếp đến mức kinh người, khiến toàn thân Lâm Nhất giống như bị nướng lên, sắc mặt đỏ ửng như muốn nhỏ máu. Trong lòng Lâm Nhất hơi hoảng, cứ tiếp tục như vậy, qua thêm mấy giây nữa chắc sẽ bị linh khí của quả huyết viêm này nuốt trọn. Chương 939. Ngay lập tức, hắn không dám có chút lơ là, điên cuồng vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Uỳnh ầm ầm, tu vi của hắn chỉ trong thoáng chốc bỗng tăng đột biến, giống như cơn hồng thủy vỡ đê, kèm theo tiếng nổ vang trời, thuận thế lao đi, một khi phát ra là không thể thu hồi lại được. Không có bất cứ trở ngại nào, chỉ sau khoảng thời gian một chén trà, cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 mà Lâm Nhất cầu mãi không được đã đột phá một cách dễ dàng. Sau khi mở được sợi huyền mạch thứ 6, quả huyết viêm kia đã hòa vào nó tạo thành dòng dung dịch huyết sắc, vẫn không hề có xu hướng suy giảm. Từng lần gột rửa nhục thân của Lâm Nhất, không ngừng nhuộm rửa chân nguyên mà lúc trước Lâm Nhất tu luyện thành huyết diễm. Chân nguyên khắp người giống như một thanh kiếm sắc bén chịu đựng sự chui rèn như cuồng phong bão tố. Chẳng qua, hình thế này đã dần ổn định lại. Sau cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, Lâm Nhất vận chuyển Tử Diên kiếm quyết rồi cảm thấy chịu đựng sự công kích điên cuồng này dễ dàng hơn nhiều. Có một thoáng chốc, trong lòng Lâm Nhất có chút hối hận, quả thực đánh giá quá thấp giá trị của quả huyết viêm rồi. Nhưng một giây sau đó, tâm trí hắn liền kiên định lại. Thời gian dần trôi qua, đợi đến khi mặt trời ló dạng, Lâm Nhất mở hai mắt ra, thở ra một hơi chọc khí thật dài. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt lóe lên tinh quang khiến người khác run sợ, khí tức toàn thân nặng nề hùng hậu, phát tán ra luồng khí tức khủng khiếp. Mang đến cảm giác thâm sâu khó dò, không thể đoán được. Cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 đỉnh phong viên mãn. Một quả huyết viêm đã khiến tu vi tầng thứ 5 hậu kỳ tăng thẳng đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Không hổ là loại quả kỳ lạ mà bốn đại công tử bắt tay nhau tranh đoạt, giá trị của nó có thể thấy là không bình thường. Nếu như dùng trong cảnh giới huyền võ hậu kỳ, có lẽ là hiệu quả sẽ càng tốt hơn, nhưng dùng thì đã dùng rồi, Lâm Nhất sẽ không hối hận nữa. Năm ngón tay siết chặt, luồng chân nguyên đang sôi trào sao động, chỉ mới một đêm mà thực lực đã tăng lên gấp đôi có thừa. Đúng là đáng sợ. May mà tâm cảnh của Lâm Nhất hơn người, bằng không giờ khắc này cũng khó tránh cảm thấy mình như đang nằm mơ, có chút không dám tin vào sự thật. Tiểu sư đệ, nên xuất phát thôi. Bên ngoài sân viện vang lên giọng nói của sư tỷ Hân Nghiên, Lâm Nhất liền hoàn hồn lại, vội vàng đáp lời, sau khi rửa ráy sạch sẽ liền vội vàng ra khỏi cửa. Đẩy mở cánh cửa sân viên, hôm nay sư tỷ Hân Nghiên mặc một bộ trường sam màu xanh, ăn mặc giống như con trai, mặc dù vẫn khó mà che giấu được thân hình uyển chuyển nhưng lại toát ra vẻ anh khí khiến mắt người nhìn phải sáng lòa. Tiểu sư đệ nhà chúng ta vậy mà càng lúc càng tuấn tú rồi. Hân Nghiên đánh giá Lâm Nhất một lượt, mộ bộ thanh sam trông đầy vẻ lão luyện, ngũ quan tinh tế, mi thanh mục tú, nhưng càng nhìn lại càng thích,
cười nói, hi hi, trong tiệc sinh nhật, Phượng Hoa công chúa nói không chừng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác đó. So với vẻ non nớt lúc mới đến, và sau khi nhập tông hơn nửa năm, Lâm Nhất trải qua rất nhiều thị phi, vì vậy trong hắn có vẻ lão luyện thấy rõ. Từng cái vung tay nhấc chân đã cực kỳ có phong thái riêng. Chương 940. Sư tỷ nói đùa rồi. Lâm Nhất khẽ đáp lại, vẻ không quan tâm lắm. Phượng Hoa công chúa là đệ nhất mỹ nữ của đế quốc Đại Tần, là người tình trong mộng của rất nhiều võ giả. Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận là Tô Hàm Nguyệt của Thanh Vân Tông hay là Nguyệt Vi Vi mà sau này hắn quen biết, đều được xưng là người đẹp nhất, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hắn không hề cảm thấy vẻ đẹp của Phượng Hoa công chúa có thể hơn được hai người này. Đợi đã! Hân Nhiên phát hiện ra điều khác lạ, đáy mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, vui mừng nói, tiểu sư đệ, người đã thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 6 rồi. Lâm Nhất gật gật đầu, không hề phủ nhận. Cũng đúng, sau cuộc chiến đồng minh, trong tay ngươi có 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm, số lượng tài nguyên lớn như thế, thăng cấp lên tầng thứ 6 cũng không có gì bất ngo. Ngạc nhiên qua đi, Hân Nhiên cười nhẹ, khế giọng nói. Lâm Nhất không hề cảm thấy phải giấu giếm gì với sư tỷ, hắn thật thà nói, ta dùng quả huyết viêm luyện hóa rồi. Sắc mặt Hân Nhiên thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng không hề có chút ý tứ trách móc nào, cười nói, tiểu sư đệ đúng là nỡ dùng, nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì, nên dùng thì dùng. Hi hi, đi thôi, đại ca bọn họ đang đợi chúng ta. Hai người cưỡi ngựa đi về hướng chân núi của Lăng Tiêu Kiếm Các. Bên dưới chân núi, ngoại trừ những đệ tử của tông môn đưa tiễn còn có 5 người đang đứng đợi bọn họ. Hai người trong đó, người già hơn đương nhiên là Lạc Phong trưởng lão, người đứng ngang cùng với ông ta chính là sư huynh Hân Tuyệt đệ tử Bảng Thiên. 3 người còn lại, tu vi đều ở mức trên dưới huyền võ tầng thứ 8, trông có vẻ không hề kém hơn Hân Tuyệt là bao. Chỉ e đều là những nhân tài của bảng địa thật tình cờ, Lâm Nhất còn biết một người trong đó, Đường Thông. Hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất mỉm cười. Gặp qua Lạc trưởng lão, gặp qua Hân Tuyệt sư huynh. Lâm Nhất hành lễ với hai người. Lạc Phong vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Nhất mỉm cười nói, Lâm Nhất, 7 ngày thời gian, có tiến bộ gì không? Nghe vậy, ánh mắt của những người còn lại đều rơi về phía Lâm Nhất. Nay Lâm Nhất mang danh yêu nghiệt, đã truyền đi khắp kiếm các từ lâu, mấy ngày trước bát đại kim cương liên thủ còn bị hắn đánh bại. Tiểu sư đệ này, mặc dù mới vào bảng địa nhưng khí thế lại rào rạt, thực lực cũng không hổ danh hai chữ yêu nghiệt này. Lâm Nhất bình tĩnh nói, kiếm pháp có chút tiểu thành, tu vi ngược tại tiến bộ không ít. Tu vi tiến bộ không ít. Đáy mắt Lạc Phong trưởng lão thoáng vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói, hảo tiểu tử, mấy ngày không gặp đã đột phá đến huyền võ tầng thứ 6. Đám người Đường Thông sắc mặt khẽ đổi, quả nhiên như vậy. Chẳng trách cảm thấy khí tức của hắn nặng nề hùng hậu, như thể đã khác hẳn với lúc ở cuộc chiến đồng minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.